Ủa sao tao vừa ra tao đã có quần áo rồi mẹ, sao chúng mày lại cởi chuồng? Ê, xin giới thiệu tao là lãnh chúa ở vùng này, chúng mày có muốn đi theo tao không? Anh ơi! Chị Su Huynh ơi, chị Su Huynh đi nhanh quá. Chị Huynh ơi! Đây là ngựa, đây con lừa. Đây, ra đây tao chỉ cho, chúng mày lấy ngựa không? Đi ra đây. Đi ra đây, đây cũng là một con ngựa. Đi, 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 đi ra đây. Nhanh, 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 nhanh lên, không hết ngựa bây giờ. Trời ơi, đang chạy, xung quanh đây. Thôi, có hai chân thôi. Nhanh, 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 cố lên, đây, tao qua đây. Đâu. Nhanh 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 không hết ngựa đấy. Ủa, bị Su Huynh kế bên tôi. Nhanh lắm trời, bị Huynh đài đây. Bị Su Huynh đằng trước bị. À, mấy người anh em đây 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 sang thành này để lấy ngựa này. Mấy người anh em ở đây, anh em gặp nhau là cái duyên rồi đấy. Tí anh em tìm cái vườn đào nào kết nghĩa đi. Được rồi. Rồi, hai anh em đi vào trong thành này, xong rồi gặp một thằng bán ngựa, xong rồi nhận một con ngựa free là được. Ok. Ủa nhưng mà anh này thấy nó muốn. Ủa, free là sao? Free, free. Lúc vừa ra nó cho một con lừa miễn phí và vào trong đấy nhận, có thằng NPC trong đấy. Đéo gì? Free là mình phờ phờ. Con ngựa giống hỷ quân đài này đi. Mình phờ ri ra. Thank you. Không có tóc búi búi như Trung Quốc nhỉ. Này vừa vào game tao lừa được hai thằng đi con mẹ ngu vãi luôn. Hai thằng đang đi tìm ngựa đi mẹ. ngựa ở trong anh ơi. Ngựa ở trong thành. Ngựa ở trong còn anh đang cưỡi được con lừa anh. Lại đi à? Đây. Đi ra ra đây, làng này cũng bán lừa này. Hai vị huynh đài đi theo tôi này. Được. Bây giờ tôi đi một vòng rồi đó. Đây, hai vị huynh đài có thấy đây là tạp hóa không? Đấy. Tiểu gì? Sáng hay gì vậy? Đi nhanh lên. Chớ xin. Ủa? Nhanh vậy đâu? Sao đúc đi nhanh lúc nào? Động cơ nào vậy? Chị Quân Đài ơi, đây là ngân hàng. Ờ thế à? Thế là nhà trên này, nhà trên này. Đây đây, vào trong nhà này, vào trong nhà này. Tiểu gì? Hình như đóng cửa. À thế à. Hôm nay nghỉ lễ Dương lịch. Trời ơi. Tết dương lịch. Đúng. Sóc ngựa đóng cửa rồi. Thôi các vị huynh đài chịu khó đi kiếm ngựa chỗ khác nhá. À, đúng rồi. Đoàn nhà mình phải đâu thành nhé để em hướng dẫn ạ. À ừ ok. Thật lắm. Ở thành mình còn nhưng mà đoàn nhà mình đi vào trong thành để nghe phổ biến kìa. Anh lấy lừa làm gì? Em đi bộ nhanh hơn anh này. Nhanh hơn thì đéo được tao. Thế thì mọi người cứ đi loanh quanh xem các thành đi, xong rồi mọi người lựa chọn thành. Đây, mọi người ra đây để nhận một con ngựa miễn phí trước đi này. Tôi đi hai dặm, đi giữa đầu. Không được, đây đi ra. Bốc đầu đi anh. Anh trai ơi, cái con ngựa của anh nó có thể kéo một cái xe kéo mấy người đi được á. Rồi nhưng mà đông người quá nên là thôi mọi người chịu qua ra đây lấy mỗi người một con ngựa đi đã. Ý là đúng. Lấy xe kéo người đi theo cũng được. Quang biết với anh là 7 hai anh em mình đỡ ông đang ngồi ngựa đi, xong mình lấy con ngựa của ông ấy. Hai ông đơm lắm rồi đó, bọn chạy lẹ quá. Ông chạy lẹ quá nhỉ. Ê đoàn nhà mình lút ít đồ đi. Lút đồ đi, lút thùng đi, lút thùng. Chừng lừa liền. Cái thùng lút thế nào? Có thế là có thằng lút trước rồi, thôi không sao rồi, đi lấy ngựa ra, lấy ngựa tí quay lại lút chỗ khác xong. Qua đây.
Đây, ở ngay trước mặt này có một cái chỗ người bán hàng rong này, à, bán ngựa này. Đây đúng không vậy? Đúng rồi. Đây, đấy, vào mua ngựa đây. Mua từ đầu mua được con lừa đấy nhá. Này đâu gì hiện tại ơi. Ok. Thế thì hôm nay Tết Dương ông này cũng nghỉ nốt rồi. Thật ra nếu muốn vô ngựa thì ta phải tiến vào thành. Mở cửa nè. Người bán ngựa gì mà sao toàn là ruột cá. Nhưng mà ai là chủ của thành này mới vô được. Ủa thế có thể đưa chìa khóa được không? Thằng này đang nghỉ Tết Dương rồi. Thôi quay về chuẩn bị nghe phổ biến luật lệ đi. Thằng này đưa chìa khóa được. Ôi về thành mọi người ơi, về thành. Hôm nay nghỉ Tết Dương, shop đóng cửa. Ngựa, bán ngựa không làm giờ hành chính nữa. Thảo thật. Thôi thì với nhà mua rồi. Mọi người có ai lấy ngựa tập trung hết về đây nào? Mọi người ai lấy ngựa tập trung hết về đây nào? Nào có ai mua ngựa tập trung vào đây đi nhận lựa ngựa nào. Tôi. Đây này tập trung đây đợi mọi người đông đủ ra xong bàn là mình sẽ cùng nhau đi lấy ngựa nhá. Rồi anh em áo tím tập trung hết ở đây để chuẩn bị lấy ngựa nhá. Đủ chưa nhở? Đùa ra đi đường này. Anh em vào trong này xem mà có ông bán ngựa trong này không nào. Xong rồi dắt lừa hình sát. Ông ơi. Làm gì có ông nào, ông lừa. À thế à, thế thôi quay lại thành nghe phổ biến xong ra tí anh em đi tìm chỗ bán ngựa sau nhá. Chắc là lại nghĩ tắt rồi. Sao này có ông lừa vậy? Tao là lãnh chúa của cái làng à, của cái lâu đài này. Mày thích ý kiến gì không? Mày có muốn một con ngựa như tao không? Mày muốn là lãnh chúa đúng không? Rồi đi theo tao, tao sẽ dắt mày đi lấy một con ngựa đã thì mày mới ra phong cách của lãnh chúa được. Ok, mẹ tao chém đấy. Ai chém đây? Tao chém lãnh chúa đấy. Thôi. Chém đi. Đừng chém nữa. Anh em gặp nhau đây là duyên rồi, anh em sẽ lập băng con lừa, ok không? Yes sir. Ok á. Rồi tí nữa tao sẽ hướng dẫn chúng mày đi nhận lửa. Bây giờ thì mình phải nghe tour guide để hướng dẫn đã. Đi, đi ra lều này. Để sau lửa không kẹp 3 kẹp 4 rồi. Trời lại không biết đâu. Không chạy nhanh được hả mọi người? Không chạy nhanh được hả? Không chạy được. Ôi giời, hướng dẫn đi em ơi. Vô xếp hàng. Đủ chưa anh? Đủ rồi đấy. Đủ rồi anh ơi. Mọi người ra giữa đi. Dạ, trước tiên thì thay mặt công ty Misi Vivu cảm ơn mọi người đã tham gia chuyến tham quan du lịch sinh thái ở Misi Kingdom ạ. Thì trước tiên thì mình có mặt ở đây, đây là thành dành cho Newby. Tất cả mọi người sẽ là học sinh ở đây hết, tất cả mọi người sẽ bắt đầu từ đây. Thì ở phía trước mặt mọi người đấy, hướng em đang nhìn đấy, mọi người có thấy mà mấy cái sạp hàng đấy không? Thì đấy sẽ là chợ. Đấy là chợ để mọi người có thể mua bán ở đấy. Thì nguyên tắc ở đây tức là phải có người bán thì mới có nguyên liệu để mua. Nếu mà không ai bán thì là chết. Đấy, còn phía đằng sau nhà mình, phía đằng sau mình ở đây thì là có ba cái lều. Thì ba cái lều tượng trưng cho ba ngành nghề chính ở trong thành phố. Nhưng mà chủ yếu là dành cho những người grab chế độ thôi. Thì nó có phần gọi là nghề mộc, nghề rèn và nghề về da giày quần áo. Đấy ạ, mọi người có thể sang đây ạ. Địt mẹ thằng nào thổi còi đấy, đang nghe mà. Đây rồi, lừa đây. Ở đây là cái chạy ngựa để mọi người có thể nhân giống và bán ngựa. Đấy là tùy theo sở thích của mọi người. Thì ở phía bên trong, ở phía bên tay phải của ngôi nhà thì sẽ có một chỗ để mọi người chế yên. Và sau khi mọi người chế được yên ngựa rồi, mọi người có thể chạy ra con ngựa mà mình cần để mình lấy con ngựa đấy ra. Thì mỗi lần lấy ngựa là nó sẽ yêu cầu là cần loại yên gì và cần những cái gì để lấy được con ngựa đấy. Oh. Đấy, tiếp tục. Mọi người di chuyển giúp em sang bên này ạ.
Ở đây là lò rèn thì có phần gọi là làm quần áo, giáp và vũ khí. Thì ở đây hiện tại cái thành Dubai này là nó sẽ chỉ có cấp 1 thôi, đồ cấp 1. Còn lại đồ cấp 2, cấp 3 thì khi mà mọi người đã có thành riêng rồi thì mọi người có thể là nâng cấp tại thành và mọi người có thể chế được đồ 2, đồ 3. Mọi người đi ra đây giúp em. Ở đây là, ở đây phía mọi người, thì phía em đang nhìn đây là cái cối xay gió. Thì ở đây là để làm những cái đồ ăn về thực phẩm, làm các thứ về thực phẩm. Còn ở đây là ruộng lúa và ở trên kia là ruộng gai. Thì những cái này sẽ là nguyên liệu mà chính để làm ra đồ ăn và làm ra quần áo. Mọi người di chuyển tiếp sang bên này. À, chỗ này để như để xử tử này các vị binh đài ấy. Ở đây cũng là một chỗ nữa để làm bánh mì và nói chung là làm về đồ ăn, thức uống. Thì đây cũng là một cái nữa để thay cho cái thằng cối xay gió kia. Mọi người di chuyển tiếp sang đây. Ở đây sẽ là ngân hàng, mọi người cất tiền ở đây thì sẽ bị trừ 10% thuế. Nhưng mà mọi người sẽ được đảm bảo an toàn về tiền. Bởi vì nếu như mà chẳng may mọi người mà ra đi ở bất kỳ khoảnh khắc nào đấy là tiền với đồ nó sẽ rơi ra và mọi người sẽ mất hết. Cho tôi hỏi. À, mất hết thì hơi quá là 25% được. 25% tiền và mất hết đồ. Đúng, chính xác. Ai muốn hỏi gì ạ? Thời của mình có ngân hàng không? Đó, có ngân lượng đó. Cũng mãi nha mày. Ngân hàng. Rồi ạ, mọi người đi xong bên này giúp em. Dẫn em hỏi rồi. Quay đầu. Có, giống như là có một cái túi tiền rớt xuống đất đó, là mình có thể nhặt lên. Ở đây là vị trí mọi người sẽ chọn class ạ. Có rất nhiều class khác nhau thì mọi người có thể tham khảo. Và mọi người chú ý là nếu như cái class đấy, như có mỗi class là sẽ có những cái điểm mà khác nhau. Để mà mặc đồ thì mọi người để ý đến phần endurance giúp em. Còn mỗi class là nó sẽ có những cái kỹ năng, ví dụ tay, một tay, hai tay hay ba tay, ba chân gì đấy là nó ở đấy nó ghi hết ạ. Thì những cái đấy thì sẽ để mọi chọn người class là mất ngựa đấy. Đúng anh. Ở đây sẽ có một cái thùng để mà mọi người xuất nhập khẩu hàng hóa mà mọi người cần xuất. Ví dụ như là mọi người bị mất những cái công cụ đơn giản là liềm, búa hay là những cái cước chim các thứ thì mọi người có thể mua ở đây. Mọi người ra bên này giúp em ạ. Thì trước khi mà mình chuyển sang phần tiếp theo thì mọi người có câu hỏi gì về phần nghề nghiệp với cả class trong game không? Đéo. Không mà. Nếu không thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đến phần làm sao để xây được một thành, được không? Ok, mời mọi người. Ok, copy. Let's go. Wait, man, sửa lời kia. Chậm thôi. Nhanh đây. À, mấy thằng dân ngu rồi. Thế này. Ngựa thì không có. Bá đạo. Em xin phép là anh nào sẽ định làm vua, làm chúa, làm chủ thành thì vào đây làm chúa trước ạ. Nhưng mà đang ví dụ thôi gì? Ai làm vua làm chúa kìa. Ví dụ thôi anh. Ví dụ ta làm vua đi. Mèo lắm. Ok anh. Thế anh đứng đây chờ em một tí nhé. Còn ai sẽ làm tướng quân ạ? Từ, ta có câu hỏi. Ta làm vua ta có phải xuống ngựa trong khoảnh khắc nào không? Có anh ạ. Thế anh thôi, bắt buộc anh phải ta xuống. Ta không làm vua nữa, tí ta mất ngựa đấy. Không, nhưng mà cái này liên quan đến quản lý nhân sự trong thành ạ. Em nghĩ là anh nên tham khảo ấy. Rồi, thế ví dụ ta làm vua, thằng nào làm tướng quân nhỉ? Ai làm tướng quân, em cần hai người. Chưa? Ok, quan điểm. Cho Pu Bu, biết chơi. Cho thế cho Pu Bu làm vua luôn đi. Tôi biết chơi đấy. Vua không ra chính trường nữa. Thế đéo được, thế tao còn đi đánh nhau thì ta đéo làm vua nữa. Không, có ai luật nào cấm vua không được ra chiến trường đâu. Được. Mà chết vua coi như là chết hết anh ơi.
Không không, chết vua không sao, chết vua còn lính. Chết vua thì chuyển vua. Thì lính lên làm vua. Thế là vô chế là đứng đầu ấy thôi. Con lên làm vua. Chỉ vua là để quản lý cái thành này thôi. Đúng rồi, quản lý thành. Còn lại tham gia đánh trận thì vẫn thoải mái. Rồi, Quang Điếc làm vua mẹ luôn đi chứ chơi rồi. Ây da. Rồi, cho Quang Điếc làm vua đi em ơi. Em cần một người làm tướng quân ạ. Tướng quân này có tác dụng gì? Tướng quân là... Tướng quân thì sẽ xếp dưới vua, nhưng mà chủ yếu là tướng quân có thể mở được tất cả cổng thành và các cửa trong thành phố. Đưa chìa khóa nữa đấy, đúng không? Thế Quang Điếc làm vua đúng không? Vua là mình bắt buộc phải gì không? Bắt buộc cho làm vua là nhanh mẹ để mua thành. Đi. Tôi mày xuống mẹ đi, bố mày lên làm vua cho. Hỏi trước cái chơi trước con mẹ rồi thì làm mẹ mày vua đi, cứ đùn đẩy. Mày thích đùn đẩy không? Thì đi mẹ mày nghe băm nhất. Em làm vui không? Tất cả quỳ xuống. Quỳ con cặc cái băm ra cái ra chúng em. Đi mẹ à mày. Vua Bắc Hà thôi. Thôi nha, em cứ random nhá. Random đi quay đi. Ui. Ông quay ra vua khoa là cả làng chết đói này. Tôi bầu nhận, tôi ngu, tôi sẽ nhận làm đâu đấy. Nó quay ngẫu nhiên mà mẹ chúng nào thằng phải chịu đi. Cái đéo gì đấy? Ôi, chúng tôi rồi. Sao em tê lê chuẩn đấy nhỉ? Hai người đều có ngựa. Anh xuống lừa anh chọn một class đi. Tầm này không lo mất rồi. Từ từ xuống ngựa lúc nào? Anh chọn giúp em class. Anh bấm, anh nhìn xuống dưới đất xong anh bấm F cái. Em nhìn dưới đất không? Class à? Từ từ nhá. Là chọn vũ khí đấy à? Đây. Anh chọn giúp em cái craftman với cả dev chọn cái shop này đi ạ. Đây ạ. Grabman. Ủa shop như kiểu là người phục vụ nhỉ? Grabman đâu? Đây cái hình cái búa này. Ông tranh. Ô chết, em đang chọn, em không chạy, không chuyển được. Được rồi. Shop. Rồi ok. Grabman đi. Anh chọn đây. Cái Grabman ấy. Dép nhặt 1000 nhé. Xong rồi Punalot, xong rồi bấm escape ra chọn Punalot. Xong rồi chọn anh chọn cho anh độ cho anh ấy lên làm vua. Punalot. Địt mẹ tao lại làm sau vua. Sau khi mà có thông báo. Sau khi mà có thông báo thì anh bấm F10 giúp em anh độ nhé. Ok. Ok. Tôi sẽ bầu cho anh độ Michi. F10 đồng ý. Ok rồi. Rồi bây giờ em sẽ đổi tên cái faction này thành một cái gì đấy, ví dụ như Nhu Nhi chẳng hạn. Refund. Ok anh yeah. Refund. Refund Village. À, Refund Kingdom. À thế là tao sẽ ra luật xưng hô các thứ ở trong thành mình. Ok. Rồi bây giờ anh bấm F để mở cửa này đi ạ. Ok. Được chưa? Rồi. Ok, bây giờ khoan từ từ đã anh. Bây giờ anh vào chỗ Manage Your Faction ấy. Là vào chỗ đéo nào? Anh bấm escape. Bấm escape. Rồi, xong rồi, anh rồi. Chọn Manage Your Faction. Rồi. Xong chọn Assign Marshal thì anh có thể Assign Marshal này là tướng quân cho nhiều người cùng một lúc được. Thì những người mà có quyền Marshal rồi thì mọi người có quyền mở cửa thành. Rồi, ok rồi, hiểu. Cái phần bây giờ mọi người ra ngoài đi, xong rồi em sẽ chỉ mọi người chi tiết hơn. Anh ơi, mang lừa. Lừa. Mày lấy con lừa đằng sau đi. Ok. Tôi lấy của nhà vua à? Từ, đợi tôi tí, ngựa của tôi không có camera hành trình. Ra vào như đóng cửa thành anh nhá, nếu không mà người ngoài vào có thể lấy được đồ đấy. Rồi, tí đóng. À mà tí nữa đằng này em cũng reset server lại một lần mà anh không phải lo nữa. Ok. Ngồi chút lúc nào đấy còn đi. Lao chúng mày chào vua đây. Bạn tới.
Mọi người vào thành em sẽ thưởng sẵn. Ê, vào thành đi, vào thành đi. Thành bên trong này, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Này anh em này, vua này không biết được lòng dân nhỉ? Tôi nghĩ là vua này không được lòng dân đâu. Chút nữa sẽ hướng dẫn mọi người làm sao để chiếm được thành khác và làm sao để chiến tranh. Đây là cái hòm gì? Ở đây anh nhá, là tất cả những cái mà chưa được xây dựng, tức là tất cả những cái mà dịch vụ liên quan đến của thành mình là mình bắt buộc mình sẽ phải xây từ A đến Z. Thì anh xuống lừa đi, em giữ cho anh con lừa khổ thân anh. Anh bắt buộc phải xuống. Đấy, có người giữ hộ anh rồi. Bây giờ anh rút cái búa ra đi ạ. Anh bấm Y lên. Anh đây. Đấy, đúng rồi, chính xác. Thì anh sẽ đập vào cái nhà này, cái nhà chưa được xây này. Anh nhìn xuống góc bên trái dưới cùng rồi, sẽ hiện cần, lên là anh cần những cái rồi, gì. Gỗ, ghét, stick, stone, rồi thấy rồi. Đấy, thì sau khi mà anh nhét đủ hết tất cả nguyên liệu vào trong cái thùng này thì anh có thể là anh đập để anh xây nó. Rồi, xây là... Và những cái nhà mà... Dạ. Rồi, trong thành này nó bao gồm những cái nhà gì? Tất cả các nhà liên quan đến crafting, liên quan đến đồ ăn thức uống, liên quan đến chợ búa là có hết đấy. À, là... Có nghĩa là mọi người có thể sang bên thành này, mọi người giao thương với thả thành mình. À, với cả là xây chế đồ các thứ là để mua giáp, mua vũ khí cho mọi người đi đánh nhau đấy à? Đúng rồi, chính xác. Ờ, ok, rồi. Nhưng mà bản chất của cái trò đấy này là như nào? Là anh em sẽ đi farm đồ về, xong rồi xây thành lên, xong rồi chế đồ ra, xong đi đánh nhau. Đúng rồi, chính xác ấy. À. Nhưng mà đấy là cho đến khi mà anh có thể sở hữu được một cái thành. Tất cả thành ở trong cái vương quốc này là đều có giá hết. Thế... Ví dụ như một cái thành đá như thế này thì nó rơi vào khoảng 200.000. Thế bây giờ mình phải đi lêu hêu ở cái thành nearby, xong rồi mình đi kiếm tiền các thứ, mình bán đi, xong mình gom hết tiền cả lũ vào, xong rồi mới xây mua một cái thành. Vâng, đúng rồi. Đấy mới chỉ là bước 1 thôi. Bước số 2 là anh phải xây, nhưng mà xây thì anh cần xây cấp 1 thì ok, nhưng mà đến cấp 2 là anh sẽ cần phải nhiều đồ hơn. Có nghĩa là để thời gian mà anh lên được đến cấp 3 thì nó sẽ khá là chua. Ít mẹ, mình thấy bao giờ mới đánh nhau nhỉ? Vãi lồn thật. Mà anh sở hữu thành, mới chỉ anh sở hữu thành thôi, nhưng còn người khác sở hữu thành nữa nó sẽ hơi lâu một tí. À. Ok, còn gì nữa không? Đấy là về xây dựng, còn ở trong này đấy. Chắc 3 tháng nữa xong cái phải thành. Phải cả lìn thật. Đê u. Chết đòn thật đấy. Nếu mà ai muốn vào thành mình ấy thì anh sẽ cho người ta vào phòng này để người ta nhận roll. Thế nên là phòng này lúc nào cũng phải khóa cửa. Để tránh trường hợp là kiểu như là người ngoài người ta vào thì người ta tự ý chuyển sang quân của mình, xong người ta đi gây chiến lung tung. À, ok, tức là chỗ này là tuyển quân đấy đúng không? Thằng nào chọn class trong này là quân của anh luôn, ừ. Đúng rồi, khi mọi người chọn class trong này tức là thần dân của anh luôn. Ok. Là anh sai, anh chỉ đâu đánh đấy được. Ừ, ok rồi, hiểu. Thì bây giờ anh vào make cap đi, anh vào cái manage faction đi, em sẽ chỉ cho anh một số cái nữa. Rồi, ok rồi. Ôi, cái nào nữa? Em chọn rồi anh ơi, không. Rồi, tí nữa reset server rồi. thì có phần, đầu tiên là phần banner đúng không anh? Rồi. Anh có thấy phần banner. Rồi. Đấy là cờ đúng không? À tên đúng không? Thì ở bên ngoài cái đầu tiên là cờ, thì cái phần cờ đấy thì em có post một cái link để tạo cờ cho anh ở bên ngoài. Thì anh chú ý là mình chỉ nên tạo một layer của cờ đấy nhé, không nên để 2-3 layer bởi vì nó đang giới hạn là một layer thôi. Rồi cái cờ, cái tên này để sau đi, rồi mấy cái bên dưới nữa. Ok. Cái muscle thì là anh biết rồi, đấy là tướng quân đúng okay, không? Ok rồi. Cái chain for lordship là anh chuyển quyền vua, anh chuyển người khác lên làm vua. Ok. Cái kick someone from faction là để đá một ai đấy ra khỏi cái bang phái mình. Rồi. Cái diplomacy menu thì ở đấy thì anh có thể tuyên chiến hoặc là tuyên bố hòa bình với ai đấy. À rồi, ngoại cái giao. Cái phần này ngoại đến giao. Phần mà, rồi, mà okay. Bắt đầu đánh nhau thì em sẽ chỉ anh kỹ hơn. Rồi. Phần quản lý, cái phần tiếp nữa đấy là manage door key, thì cái đấy sẽ là quản lý cửa, thì anh có thể là đưa chìa khóa cho một người nào đấy anh tin cậy thì người đấy có thể mở cửa khóa cửa được. Ừ, ok. Và cái manage chest key đấy thì nó sẽ quản lý về các cái hòm đồ với cả cái hòm tiền của thành mình. Rồi. Được, okay. Anh đi ra ngoài ạ.
Anh cưới với em qua uy tín. Đưa cho thần đi bà hả? Đưa em với. Thần tội đáng chết. Bị mạ chém đầu nó luôn đều mic to quá. Phải bị xử chém. Sao mô nói to ấy nhỉ? Đây ở đây có những cái hòm đồ này. Những hòm đồ này sẽ là nơi chứa đồ của thành, thì anh có thể phân chia là ai cất đồ vào đây, những cái đồ gì quý hay quý giá cứ cất vào đây. Sao bằng anh em mình không chạy cái cầu thang rồi lại đứng lên luôn mà mình phải đi vòng một vòng thế. À, cho mọi người ngắm cảnh anh. Ở đây có một cái hòm tiền anh này. Ở đây sẽ có một cái hòm tiền. Cái hòm tiền này sẽ là tiền thuế của mọi người mua bán trong thành mình. À. Là tiền nó sẽ về đây và mỗi ngày anh cần vào đây rút. Vào đây rút xong rồi cất nó đi. Cất rồi ra ngân hàng cũng được hay gì đấy. Ok. Thì anh cứ rút ở đây đi. Ok, đấy là cơ bản. Còn khi nào mà đánh nhau các thứ thì mọi người đi lên trên này. Rồi từ từ đợi tiếng reset rồi mà. Rồi nói tiếp đi. Ở đây nha anh nhá. Thì tất cả các thành đều có một cái cờ này. Tức là mọi người sẽ phải công thành và mọi người phải đi qua tất cả các cửa để đến được cái cờ này. Khi mà cắm cờ này là mình sẽ bị mất quyền kiểm soát của cái thành này, là cái người mà đánh thắng mình sẽ kiểm soát cái cờ này. Nên là cái cờ này lúc nào cũng phải được bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Từ từ một câu hỏi này. Thế nếu như nó đánh vào thành nó đéo có chìa khóa làm sao nó qua cửa được? Có máy bắn đá, cung tên, giáo mác, gươm kiếm anh. Là nó phá được cái cửa dần dần từ cửa một. Đúng rồi, chính xác anh. À rồi. Okay. Thế nên nếu mình là người dép thì mình phải dép, mình phải bảo vệ cái cờ này là cái quan trọng nhất. Ok, rồi. Còn một cái nữa liên quan đến xe cộ với cả các cái thứ khác thì anh có cần nghiên cứu, anh muốn nghiên cứu hay là em sẽ hướng dẫn anh? Xe cộ là cái gì? Là ngựa nghiếc các thứ? Chết đấy! Tử tử kìa! Nhạc rồi, chết sao? Rồi! Nhạc chết rồi! Đẹp chết rồi! Thôi không sao! Rồi nói qua đi đấy thôi thì, nhanh! Thì là ở trong phần crafting ý, thì nó sẽ anh sẽ chế được những cái xe, ví dụ xe chở đồ, xe chở người. Thì có những một số cái cọc này ở trong thành anh này, có một số cái cọc như thế này. Ừ. Đây, cái em đang đứng đây. Ừ. Ví dụ như cái này là nó để spawn ra máy bắn đá. À. Thì anh sẽ phải cầm cái đấy trên tay, xong anh bấm F vào đây là nó sẽ spawn ra máy bắn đá. Nếu như anh grab, anh có cầm, anh có chế ra được cái xe bắn đá như thế. Ờ, là mình bắn ở đây luôn. Đúng, là mình có thể spawn cái xe bắn đá ở đây. Xong rồi đấy, bắn đi đâu thì cái đấy mọi người sẽ nghiên cứu. Rồi, ok. Bắn đá chỉ bắn ở đây thôi sử dụng. Không, ở dưới thành, ở bất kỳ chỗ nào có cái cục, có cái cọc như này. Thì tất cả những cái xe đấy nó cũng sẽ spawn ở những cái cọc như này. Và ở bến thuyền thì nó sẽ cũng có cái cọc như này để anh spawn thuyền. Ok, có là nghĩa là có thể sau đánh bộ nước. Rồi ok. Đợi tôi, tướng quân trở lại rồi. Rồi ok, thế thôi đúng không? Đúng rồi, thế thôi. Mọi người đã hiểu cơ chế chưa? Rồi hiểu rồi, tức là bây giờ bọn anh reset xong này, bọn anh làm một thằng dân ngu này, xong bọn anh phải đi kiếm tiền trước. Nói đúng chuyện rồi. Tương tác kiếm tiền xong, sau này bọn anh mới tập hợp với nhau để làm một cái thành được. Rồi ok, thế reset server xong bỏ pass đi cho mọi người vào đây, bắt đầu chơi đây. Dạ vâng anh. Rồi, xong bây cái gì đéo biết thì hỏi dần. Và mở bát anh nhá. Ok. Gặp chưa? Ê! Ui! Ba anh em gặp nhau là cái duyên để kiếm cây đào nào kết nghĩa nhở? Chàng xì đi đâu đấy? Đi kiếm tiền chứ đi đâu? Bây giờ muốn đi kiếm tiền thì chúng ta phải đi đâu nhở chàng xì nhở? Hình như là phải ra thành xem từ từ xem kiếm cái gì trước đã. Hình như là mình phải chọn nghề đúng không hả chàng xì? Bây giờ không có con lừa nữa chứ. Đây là bán đồ này. Đây là bán thịt này. Mình sẽ phải chọn nghề đúng không nhở? Nghề chọn người hay là người nghĩ là ra? mình nên ra nhìn bỏ tiếng đọc cái chặt cái tiếp đi. Đúng, tôi nghĩ là nên đi ra ngoài này các đồng chí ơi. Ở đâu ấy, là ngoài này hay là trên kia? Đây ngoài này. Tôi suy nghĩ rồi, bây giờ tầm này mà mình làm lương thực á thì mình cũng tự ăn thôi chứ có ai đâu. Đây đúng, tôi biết là mình nên làm những cái nghề chặt gỗ mình bán cái lời hơn. Ở đây sẽ là chỗ để chúng ta chọn coi nghề thôi. Coi nghề đã nói coi nghề chứ đã mình. Ủa? Mọi người coi nghề à? Mình chọn nghề không nhỉ? How to earn money. Có
Đầu tiên sếp đã. Anh xin lỗi. Ê, có phải vào trong này chặt cây không? Ôi, đi có mẹ đây cái cột nhà. Phải cả cứt thật. Quên đi, nghe tao nói không? Mất đồ gan chưa? Ủa, sao chặt mai đéo được nhỉ? Sao chặt mai đéo được? Bây giờ ví dụ tao chọn làm craftsman rồi, bây giờ tao phải làm gì? Thì nó chỉ có những cái nghề cơ bản là doctor, là bác sĩ này. Thì bác sĩ thì cứu người, còn lại là cái craftsman là đi xây dựng với cả craft đồ. Cái shop kia sẽ là đi thu thập nguyên liệu đấy, nó chỉ đơn giản thế thôi. Ngoài đi làm shop đi, làm shop đi. Vệ binh! Đi bạ bố mới đi bóng vệ binh! Mẹ có mỗi mấy cái cây này chơi bời đéo gì? Where are you going? Anh đâu rồi? Đi gì? Anh đâu rồi? Mày đừng nói nữa, mic mày như cặc ấy. Mất đây mày đâu bỏ ra. Ôi. Anh làm như nào ấy? Mày đừng hỏi tao nữa, mày chỉnh lại mic đi. Đi mẹ sao phải khổ như vậy nhở? Đéo hiểu. Này hai gì quýnh đài. Sao vậy? Đài tên gì đấy? Áo ta là chú chó dù tròn. Cái gì? Quýnh đài là muốn làm nông dân mãi mãi hả? Chị quýnh đài ơi, hôm nay gia đình có chuyện buồn hay sao vậy? Không, chùa bẻ một cành sen. Cái gì? Đuổi đi chơi chân này. Cái này không phải là lúa, cái này là dũng để làm vải đó. Cái gì hết lúa rồi thì phải làm sao? Huy Đại ơi, chúng ta phải đợi để lúa mọc lên rồi chúng ta mới gặt. Ê Huy Đại ơi, thế giờ gặt được lúa rồi không làm gì nữa Huy Đại? Bây giờ tôi nghĩ là chúng ta nên đi chặt gỗ đi. Gặt lúa xong mà mình không làm đồ ăn hả Quỳnh Đại? Ờ đúng rồi, mấy vị anh Đại nghe tôi nói nè. Đâu? Nghe tôi nói là mấy vị anh Đại. Cái gì? Mình phải đi lấy một con lừa, con đười ơi đó. Xong mình lấy con đười ơi đó, mình đi lấy một cái xe để đồ. Xong rồi mình mới đi gặt lúa cái thứ cùng nhau được. Đã được nhiều đồ. Nhưng mà Quỳnh Đại à, có lúa đéo đâu mà gặt, lúa gặt lý hết mẹ thôi. Nhưng mà không có lúa để gặt, chân sĩ à? Thì mình gặt lúa, giết người đi lại đi chặt cây rồi xong mình lại quay lại gặt lúa. Có anh bạn này làm việc mệt quá lăn ra xỉu rồi nè chiến sĩ. Chiến sĩ đó để lại cái túi nè mọi người ơi. Đi bạn lấy cứ tí vào tù đấy. Xem túi có gì không? Tôi tò mò quá. Lấy cái búa bán rồi. Chiến sĩ đó tự nhiên lăn ra chết không mày. Có đồ nè, làm gì nữa? Địt mẹ đéo có lúa mà làm nữa ạ, thề. Sang thành khác có lúa không ta? Ê từ từ, vạch thức ăn nó ở đâu nhỉ? Đéo vạch thức ăn nhỉ? Làm sao mình biết được mình sắp chết đói ta?
quá vậy. Ê, cho tôi một con, cho tôi một con. Ăn cướp hả? Mày nhiều ngựa nên mua liền á. Bán rẻ 700 đi. Mua lẻ, mất không vậy? Hết tiền rồi, không đủ. À, đây rồi, anh đã thì có tiền. Ai đứng mua ngưng. Tôi mua rồi, tôi mua. Đúng rồi. Mua một cái. Ai mua đó không? Ai mua đó không? Mua một cái xe ấy đi diễn đời ơi. Tôi mua ngựa, tôi hết tiền rồi, ai cầm ngựa này? Diễn bên này ơi. Diễn này cầm ngựa đi. Mua đi, bán rồi đó, mua đi. Mua con ngựa này là có cần yên không vậy Diễn Đài? Không cần yên đâu, mua một. Nó khác gì con bên này, hai con 900 vậy? Ờ, sao nó ghi stock hết mẹ rồi nhỉ? Mở inventory của nó. Con này nó phải có xe kéo rồi. Đài, mua con màu đen bên cạnh sao nào? Không mua được, ghi là stock MPT là sao? Stock MPT là không có ngựa. Phải có xe kéo mới được đúng không? Phải có người bán thì mình mới mua. Vậy anh Đài ra mua một cái stock đi. Mua một cái xe kéo đi. Xe kéo. Chết mẹ rồi, đi chặt cây hợp lý nhất. Ôi, ai đây? Lợn nè, giờ tao thành người giàu rồi, tao đã có 10.000 rồi. Anh đang mua lúa đâu vậy anh Đậu? Đâu mày đưa đây tao bán cho. Chặt cây kiếm tiền trời ơi. Đây anh chặt cũng được. Mày đi vào bán lúa đi nhanh lên, không thì giá nó giảm đấy. Chú Quỳnh lấy ngựa của tôi đi. Tôi mua 9 lớp. Tiếng đánh nhau ở đâu vậy Diệu Đài? Này Diệu Đài, cho tôi hỏi ngu cái được không? Hỏi đi. Sao Diệu Đài? Sao tôi xuống con lừa đấy? Tôi xuống con lừa này không? À tôi xuống được rồi. Quay! Sư Quân ơi! Đây! Đừng làm gì thế! Không chạm mạng của tôi đây! Diệu Vinh Đài ơi! Ê! Vinh Đài có mua ngựa không nhỉ? Vinh Đài xuống ngựa như thế nào cho Diệu Vinh Đài? Ở vị Vinh Đài nhìn xuống dưới đất nhá! Uh-huh. Dừng lại xong nhìn xuống dưới đất là được. Ok. À thấy rồi, cảm ơn chị Quỳnh Đài nhé. Ủa mà sao chị Quỳnh Đài có ngựa rồi? Vừa mua trong shop xong. À vừa mới thấy chị Quỳnh Đài kêu là shop hát bái này tự nhiên lại có thêm. Quỳnh Đài cẩn thận nhá, trộm cướp xung quanh ta đấy. Cẩn thận mất ngựa đấy. Cảm ơn chị Quỳnh Đài báo. Quỳnh Đài à, cây tôi đang chặt dở kìa. Mẹ Huy Đài mua ngựa không? Không mua ngựa đâu. Ô kìa, lúa đây này. Lúa đây này, trời ơi. Một đồng lúa đây này. Về bán đã. Ê, nhặt tao full đồ đi. Mấy cái đồ kia đấy.
Okay. À. À. Trả đây. Bạn gỗ ở đâu nhỉ cả nhà mình ơi, bạn gỗ ở đâu nhỉ? Đây à, tôi khổ quá. Bạn gỗ ở đâu nhỉ? Đây anh ơi, bên này anh ơi. Bên này. Có thể nào bán được? Ra làm tí gỗ đã, à làm tí lúa đã. Uầy, thế bây giờ mình có 3.000 rồi, mình có nên đi mua cuốc xong rồi mình vào trong hang mình đi đào quặng không nhỉ? Cái gì? Đi đào lúa. Ok, bên này cứ đào đi. Đấy, định trộm ngựa gì đấy, trộm đi. Đấy, giỏi trộm đi. Không, tôi không trộm. Giỏi trộm đi, lúc nãy vừa có thằng bị ban xong đấy, trộm đi. Cháu ơi, cho tôi mượn con ngựa này, tôi giờ tôi bán đồ tôi quay lại nhá. Nhanh nhá. Ok. Ờ thì cũng hợp lý, có thằng trông ngựa cho. Tiếng như tiếng đánh nhau ấy nhỉ? Ok à? À được chứ. Ê, vứt mẹ này ra đi. Yeah, thế là mình lấy được mẹ 50 lúa. Ui. 50 lúa bán đi một cây được 100. 5.000. Mình không đi farm quặng ấy chơi nhiều tiền. Không quặng đâu chị Minh. Đây tôi dẫn chị Minh đi á. Mọi người chị Minh nhá. Ừ tôi bán đồ ấy chị Minh ơi. Không, chị Minh theo tôi. Mẹ quặng này. Rồi, bán nốt đợt lúa mì này xong anh em đi làm quặng hợp lý. Mãi mãi là huynh đệ. Tình anh em ta luôn cất sâu. Nhưng mà quân ta không sinh cùng. I'm gonna take my home to the old town road. I'm gonna ride till I get no more. Ôi, quân đại ơi, tôi chạy người quân đại nè. Ê, cảm ơn huynh đại. Ê, huynh đại có đi làm quặng không? Làm quặng nhiều tiền lắm, đổi đời đấy. Đi đâu vậy? Đi. Nhanh lên Huynh Đại ơi. Từ, Huynh Đại chạy bằng 4 chân, tôi chạy có 2 chân thôi. Nhanh lên. Nhưng mà phải đổi như vậy đó Huynh Đại à. Đúng rồi. Sẽ đi ra đây rồi. Mày mua thiên dạng học sư tử không? Bao nhiêu vậy? Đó. Mua lại 300 xu nha. Huynh Đại nghe rồi. Ta cuối. 900 anh ơi, 900 con thứ hai anh ơi, 900 con thứ hai. Mày em để đấy mất ngựa ông ta. Ê, đào quặng là nghề gì nhỉ các vị huynh đài ơi? Hình như là cái này anh ơi, Grabman. Nó là cái nào nhỉ? Ê, vị huynh đài này vừa được chỉ cho cái hang đúng không? Dạ vâng.
Ê, hay là mình không cần chọn nghề, mình cứ mua cái búa là mình đi đào được chứ cần gì đúng không? Em chỉ cần cái cuốc này được á. Đâu, chỉ cần cái cuốc anh ơi. Nó là xếp là thu thập nguyên liệu là đủ rồi. Ai bán ngựa vậy? Đây 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 đây, đang bán nè. Vị anh đại mua không? Bao nhiêu anh? Con ngựa này mua 900 về bán lại cho đúng 800 luôn này. Ui rẻ, em đang có 8.000 lận. Đấy, 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 tiền đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Đấy. Anh ơi. Ui ủa cái gì? Cái nhà ra tiền đấy. Giao dịch như nào chứ? Bây giờ đại gỗ chứ. Ok hả? Thế thôi vậy, 800 thật. Mua không chứ. Bây giờ tôi với Huynh Nhật Đại đi tìm mỏ quặng đi. Huynh Đại. Ở đây. Huynh Đại ơi, cái gì để chặt quặng nhờ Huynh Đại. Có thể xin đồng chí không? Tôi con ngựa không? Ok. Tôi vào tôi mua gì. Uầy, đến đấy. Ngựa mua đâu ấy. Mày ạ. Đi tìm mỏ Huynh Đại ơi. Đi tìm mỏ thôi. Bị Huynh Đại ra đi để tôi mua cuốc. Tôi phải mua cuốc thì tôi mới ra, tôi mới đi được chứ. Huynh Đại nhạc đâu rồi? Ơ. Huynh Đại bú con ngựa tôi rồi. Bên đây nè. À đây rồi. Tôi xin lỗi. Tôi nghi ngờ quá. Huynh Đại không mua cuốc à? Đéo mua trên ngựa được thề. Huynh Đại ơi, phải xuống ngựa mới mua được á. Huynh Đại cầm một tô con ngựa cái, tôi xuống ngựa tôi mua cái được không? À thôi. Thôi 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 thôi. Huynh Đại đi đào quặng đi, tôi đi gặt lúa đây. Đúng rồi. Thế tôi đi gặt lúa. Huynh Đại không có ngựa làm sao Huynh Đại đi gặt lúa được? Đại lúa. Rồi ok, thế đi thôi. Đây, đi vào trong cầu này đằng sau cái thành này có một bãi lúa đấy. Huynh Đại gặt ở đây đi, tôi gặt xa hơn tí. Đây 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 đây, qua cầu này, đằng sau cái thành này có một bãi lúa đây. Cái hang ở đâu ta? Kiếm cái hang đi huynh đại đẹp ơi. Cái hang đi cái cục quặng. Đây cục quặng nè. Đây á. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, cậu đâu đẹp ơi. À, không phải à. Nào, chết rồi bây giờ. À, tôi hiểu rồi. Mấy cục nhỏ. Em làm sao giấu con ngựa đi được nhỉ? Hay thế nhở? Bao nhiêu công sờ cam là con ngựa. Kia cục quặng màu đen nữa kìa. Vị Huynh Đại à, trong bộ tôi con ngựa tôi xuống mua đồ cái được không Huynh Đại ơi? Chứ. Ủa dùng kiểu đéo gì? À. Mẹ vừa đi cục quặng màu đen đây đâu mẹ rồi. Mẹ chúng tôi gõ mẹ hết rồi. Em nghề gian truân thế nhở? Ừ, mình có ngựa mà mẹ, sao mình đéo đi hay gặt lúa tiếp nhở? Ơ tôi vừa mua cái búa bao tiền nhở? Uầy, Huynh Đệ đi đâu đây? Ồ, Huynh Đệ có muốn đi làm ăn xa không? Uầy, đi gặt lúa hết vậy. Đi. Không. Đi đâu? Huynh Đệ à, tôi phát hiện ra rồi.
Sao đây? Hiện tại bây giờ là mấy cái nguyên liệu mà nó bình thường, nó tầm thường qua ấy, là ai cũng đi farm hết rồi. Đúng rồi, giá nó sẽ tụt. Bán giá rất là thấp. Đúng. Đúng. Dự để là chắc là hiểu tí rồi đó. Mình phải đi kiếm những cái nguyên liệu quý giá, quý hiếm mà chỉ có ở xa, phương xa mới có. Ví dụ. Nghe tên Giang Thương nào đó nói là ở phía Bắc vùng đất này nó có trồng cây tiêu, cây ớt. À, là đi hái tiêu với hái ớt. Wow. Đúng. Hợp lý thế nhở. Tìm hiểu xem là nó như thế nào. Ủa thế có cần phải mua cái gì về hái không? Như là chỉ cần cái liền là được cái gì quý đệ. Những cái thứ đó là còn có giá thôi, chứ tôi thấy gỗ còn có 55-33 đồng chặt chi nữa. Mà gì quý đệ à, tôi đó giờ chưa bao giờ thấy cây ớt với lại cây tiêu như thế nào ấy. À, quý đệ à, bây giờ thế này nhá. Mình đi ra xa này, nếu như thấy bãi lúa nào mình gặt, tại vì lúa giá vẫn cao lắm, nãy giờ chỉ có 2 đồng thôi. Cái cây này là Diệu Quỳnh Đệ biết cây này chưa? Cây gì đấy? Cây này là cây ô liu đấy, cây này cũng đang có giá đấy. Cây này hái được á, đâu xem nào. Đó, Diệu Quỳnh Đệ xuống đi, Diệu Quỳnh Đệ cầm liềm thôi, chị vậy phẹt mấy đường là được. Không, cái cây này cơ. Cây này Diệu Quỳnh Đệ. Đây à? Có lên đam đâu? À không, Diệu Quỳnh Đệ bấm F. Đó. Ôi trời ơi mẹ. Đây cũng có mấy cây nữa nè. Thôi đi. Hái đi. Quỳnh Đệ à, có mấy cây. Hiếm mà, chứ nhiều quá, ai cũng muốn hết rồi. Thế thì đúng rồi đấy, như là ở phương xa nó sẽ có nhiều loại nguyên liệu mới đấy. Ô nhưng mà được cụt rồi mà Huy Đệ ơi. Sao, đường này được cụt rồi đúng không? Phải đi qua cầu. Đi hướng này, đi qua cầu thử xem. Ê, có bên phải này chưa đi này. Chế dầu ra bán được à? À. Nãy giờ hỏi nhạy cảm xíu chứ gì, huynh đệ kiếm được bao nhiêu đồng rồi? Ua, mới kiếm được có 36.000 huynh đệ ạ. Huynh đệ kiếm được bao tiền rồi? Ui giời ơi. Tôi cũng tầm đó. Ui à, 3.000 4.000 nè. Sao lại có 3.000 4.000 à? Tôi 26.000 rồi huynh đệ ạ. Ha? 26.000 á? Đúng rồi. Thì huynh đệ làm gì mà nhanh vậy? Ui trời, đào quặng. Nãy giờ huynh đệ không đi đào quặng à? Trời ơi. Chỉ có đi hang bắt sấy hái lượm thôi. Hóa ra có cả nghề đào quặng à. Vậy vị huynh đệ mua cuốc chưa? Mua cái cuốc rồi mới đào được quặng ấy. À. Đâu sao tôi cái cuốc mua ở đâu nữa? Thường thường là theo lý thuyết thì mua cuốc là mất ngựa nhá, huynh đệ để ý đấy. Tôi cũng thấy một vị huynh đệ là cũng đang lò mò đang bán đồ, sao cái quay mất cái ngựa luôn. Tôi hết chép ở trong làng rồi, tôi đi ra ngoài đây luôn. Mấy ngoài này nghèo quá mẹ, chả có gì cả huynh đệ ạ. Chả có gì hết nè. Đây vừa lấy có mấy cây ô liu nè, bú đỡ. Bú tạm. Không phải mấy cây đâu, có mỗi cây ạ. À đây có mấy cây này. Từ đã, chỗ này có gì mới lắm. Quay mình cướp mẹ thằng đằng sau nhỉ? Ừ. Dừng lại. Ta là cướp đây.
Ôi, 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 gì đây? Ôi, trông có giá trị này. Oh, silver oil. Die, you bastard! Huynh đệ ơi! Đi huynh đài nào lên đây đào mỏ vậy? Ê! Huynh đài ơi! Đá cục... Ôi! Xín vậy? Ừ! Đá cục bạc đây, cục bạc đây! Ồ! Cục này chắc giá trị nhất rồi! Cục đấy là gì đấy? Không biết huynh đài tôi không đập được! Ô kìa! Trời ơi! Huynh đệ chạy ngay về shop mua cuốc đi! Chạy về thì sao quá! Đập được nhiều quạng dã man ạ. Đập được nhiều không? Đập được nhiều không? Nhiều lắm. Uầy. Vị anh đài có tiền đây không? Mua luôn không? Tôi bán ra luôn này. Xong rồi vị anh đài về bán là ăn chênh lệch đấy. Hợp lý đấy. Đập phun người đi xong rồi chuyển cho tôi lại cái cuốc này đi. Nhờ, hợp lý đấy. Uầy. Cuốc này nãy vừa mua trong shop. Có này. Đây là cuốc. Đập ra cục gì đấy? Đấy, cục bạc Seven Oil. Ôi xin ừ. Đây là bạc này quý giá lắm đấy, cục này chắc hiếm đấy. Để đập nốt đi. Vị huynh đệ có mua lại cuốc không bán cho này? Có, nhưng mà huynh đệ pháp xong chưa? Xong rồi, đầy người rồi. Đầy người luôn à? Ôi tuyệt vời quá. Ừ. Đây, cái này nào mình gặp nhau cũng là cái duyên. Ừ. Đi với nhau đâu có đường xa vậy. Cái búa nãy tôi vừa mua 1.500 xong giờ bán lại cho huynh đệ đúng 1.000 thôi. Đấy pháp người là xong, đầy người là xong. Ok chưa? 1.000. Ừ. Nãy 1.500 mà. 1.500 là hả? Đúng. Thế thôi vậy, về bán đã. Đây, diễn đại. 1.000 đúng không? Đúng 1.000 luôn á. Làm sao để đưa tiền nhà diễn đại nhỉ? À, hình như bấm P. Drop money. Ừ. Đấy. Bên đài đếm đi, không thiếu một xu. Rồi, đúng 1.000 nhá. Dạ. Đây, vị huynh đài nhặt đi. Cảm ơn huynh đài. Gõ vui vẻ nhá. Ừ, về đây. Ui, tí quay lại gõ được cái chứ hợp lý. Ừ. Ồ, thế là màu trắng này là đá. Màu đen là có thể là... quát à, than à. Thế màu vàng là đồng à. Ừ, hợp lý thế nhở. Thang này. Tôi nghĩ chắc bạc nhiều tiền nhất rồi. Ờ ha, mua thêm xe kéo xong chở đi. Ừ ha. Lúa mọc lại rồi à, huynh đệ ơi. Chăm nhưng mà điếc. Ê, trong này có vẻ có tiền này. Ê. Ê, cụ. Ê. Ôi không, đặc vội lắm, không dừng được. Úi à, mẹ xong ngựa tráng sĩ đi nhanh thế nhở. Ôi tráng sĩ bây giờ nhá, ngựa này nó không kéo được xe, tráng sĩ vào đổi ngựa đi. Thế ngựa nào mới kéo được xe? Ngựa này, ngựa của tôi thì không kéo được xe nhưng mà chạy nhanh, nếu mà đi một mình thì nên ưu tiên mua ngựa này. Ôi thế chạy xe kiểu gì, lấy xe kiểu gì? Thì tráng sĩ phải đi mua xe, đi đào quặng thôi. Bán quạng ở đâu chứ? Tráng sĩ ơi, bán quạng ở đâu chứ? Đây, quạng ở đây, quạng ở chỗ cái vải đỏ đỏ đấy. Đấy, đúng rồi. Tráng sĩ, đợi đâu về, tí dắt của tôi đi được không? Ờ, đợi tí, tôi... thích. Tráng sĩ, trông hộ con ngựa cái, xuống bán đồ cái. Ok, rồi tráng sĩ cứ bán đi. Con ngựa đang mất lên. Kìa, người ta mua được cái xe kìa. Khôn oi. Clay. Ui. Ui clay ngon hơn. Clay ngon nhất mẹ rồi. Ờ tráng sĩ đi theo tôi. Tôi đi với. Đây.
xe mua ở đâu ấy nhỉ? Các chàng sĩ đi mua một cái pickaxe đi, đi mua cái dìu đi, xong rồi đi theo tôi, có chỗ làm giàu kinh lắm. Mua rồi à? Thế đợi tôi mua. Pickaxe ở đâu đấy? Ê, trong của tôi con ngựa, tôi mua cái búa đã nhá, xong rồi tôi dẫn các chàng sĩ đi nhá. Nhà đây này. Đấy. Bên phải này. Ngó tôi con ngựa nhá. Ôi các. Có bị Hyundai đợi tôi tí. Rồi đi. Nhanh. Ủa tôi có chỗ mẹ đào vàng giàu lắm chàng sĩ ạ. Đi có đợi đại tướng kia không? Đi tôi xong rồi. Đi. Nhưng mà hứa là sát đoàn nhá. Không nói đúng không? Không nói. Hứa là anh em biết rồi nhá. Thôi bây giờ tôi bảo này. Đây dừng lại đây. Đây có mấy người nhỉ? Đây, có 4 người đúng không? Gia nhập khối thịnh vượng. Bây giờ mỗi tráng sĩ cho tôi xin 500, tôi chỉ cho các tráng sĩ một chỗ để đào bạc. Các tráng sĩ vào bán một lần được khoảng 10.000. Tôi biết chỗ thì phải nó ở mấy cái mỏ đá, cái đá màu xanh đúng không tráng sĩ? Đúng rồi. Bây giờ như này. Tôi nghĩ là hướng này. Bây giờ tí nữa bọn tôi về, bọn tôi bán xong bọn tôi sẽ trả cho tráng sĩ 1.000. Rồi ok, đi. Bọn tôi chưa có gì cả. Bọn tôi phải đi làm để mới có tiền chứ. Ô nhưng mà mua xe kiểu gì nhỉ? Mua được xe không nhỉ? Mua được. Tráng sĩ ơi, tôi vừa thấy có người mua rồi. Đi chậm lắm. Tôi nghĩ là mình cứ như này trước đi, thì xe thì mình sau. Tôi đồng ý. Uầy, xa thế nhỉ? Đây nhá, nếu như mà các tráng sĩ đi thẳng theo cái lối mòn này là đi vào hang nhá. Đây là hang của một đội bóng nổi tiếng ấy. Trong hang này cũng có quặng mà đúng không? Đúng rồi đấy. Ê, vào đây. Không phải à, tôi thấy đi đâu nhỉ? Quặng cái đấy. Quặng màu đen tôi này. Từ từ nhá, để tôi gõ xem. Ai à, ôi. Tôi đi tráng sĩ. Tôi xin lỗi. Ê, cũng đá trông bất thường này. Gõ được ai luôn. Ôi. Màu đen này là cái gì hả tráng sĩ? Cùng màu đen đấy là gì đấy? Than à? Thôi, thế bỏ đi. Mấy cái này ít tiền lắm. Iron ore. Phải cầm tìm một cục xanh cơ tráng sĩ. Tôi tưởng là Iron thì cũng được tiền chứ tráng sĩ. Iron không bằng Silver, trên này có bạc cơ. Tôi thấy như có người biết chỗ đấy rồi này. Mình có nên trừ khử không? Trừ cái con mẹ mày. Ok hả? Ai, tráng sĩ này, bọn tôi đông hơn đấy nhá. Được, không tiến được đấy nhá. Tráng sĩ này, cẩn thận. Địt con mẹ cuộc đời. Địt mẹ. Trời mời cái đéo này nữa. Mất bể tiền rồi tê. Mà game bú đéo chịu được. Trời ơi, mất 5.000 tiền ạ. Fuck. Ừ ha, sao đéo gửi tiền ngân hàng nhở? Uầy, từ mình chạy ra mình nhặt thì mẹ cũng bù lại được tiền với cả là lấy được đồ ông ta. Dỗi đéo chịu được. Tuyệt vời luôn quá chứ. Ôi tráng sĩ ơi. Ôi tráng sĩ ơi, đồ tôi còn đâu tráng sĩ ơi. Bị chết rồi. Bây giờ tráng sĩ phải mua một con khác đi, bị chết rồi. Nhưng mà tiền với đồ tôi còn đâu tráng sĩ ơi. Đồ thì còn nhưng mà tiền thì tôi không biết. Ok á. Bởi vì vừa đấy bọn tôi vào bấm vào cái túi của tráng sĩ thì không có thấy tiền, hoặc là thằng nào lấy tiền trước rồi. Ok á. Chỉ có mỗi đồ thôi. Tráng sĩ ơi, tôi vừa thấy có... Đây, bên này. Đúng rồi, bên này. Mẹ, mày dỗi thế nhờ.
đồ của Tráng Sĩ đây. Ô lấy lại đồ kiểu gì? Thôi không sao, đi thôi Tráng Sĩ ơi. Đi. Tôi giới thiệu Tráng Sĩ ở đây có ổ bạc này, đào cái ổ bạc này thôi về đủ dâu rồi. Chắc chúng nó đào hết rồi chứ làm gì còn nữa Tráng Sĩ. Chúng nó đứng trước mặt này. Ui, mất mẹ cả cục bạc rồi, mẹ cuộc đời tôi. Ôi trời, chết rồi bà. À đúng rồi, gãy chân rồi. Rồi rồi. Tôi vừa thấy một cục bạc ở đây nhá. Nhưng mà hết rồi. Giờ đi mua trái kéo là ngon hơn ấy. Ờ, trái kéo mình. Xe kéo bây giờ nhá. Bây giờ có con lừa đây rồi, bây giờ có con lừa của Tráng Sĩ Dép này. Nên mua ngựa xe kéo. Ôi lỡ ra đây rồi, đập đi các Tráng Sĩ ơi. Đập cái gì là ngon ta. Đi mẹ thảo đang đập clay kia chắc chắn là đá sơ chim kìa. Đi mẹ chắc chắn luôn thì. Bao giờ nó mới hết vậy? Còn lâu lắm. Cái này bền lắm. Bền lắm. Tôi phun rồi. Tôi hai cục bạc. Phải ăn không mà chết đấy. Đi về mua pizza ăn. Tôi có đồng hạt thu phút. Thằng thế ạ. Tráng Sĩ ơi, đừng đập đá nữa, đập cờ lay đi, cờ lay có nhiều tiền nhất. Tráng Sĩ ơi. Ôi, cờ lay nhiều tiền nhất à? Không, nó tùy vào chợ đó. Ôi, đi về thôi. Về mua con ngựa. Sắp xong rồi. Về mua con ngựa với cả mua xe kéo đi. Ơi, về mua ngựa. Đúng. Các Tráng Sĩ chạy bộ ơi, các Tráng Sĩ mua ngựa không? Cút đi. Ngựa chạy nhanh lắm, ngựa chạy nhanh lắm. Về làm cái xe. Chạy bộ kìa. Áo. Cái gì? Ê các Tráng Sĩ ơi, nhớ lời hứa là mỗi người 1.000 đấy nhá. À. Tráng Sĩ chua ơi, Tráng Sĩ chua. Tráng Sĩ nhớ mỗi người 1.000 đấy nhá. Tôi đã đào được cái gì đâu. Ok á. Mẹ Tráng Sĩ chơi bời rồi, thôi được rồi, ok. Thế nhá. Phải đào được á chứ, tôi okay. Có tiền để bán xong rồi trả cho Tráng Sĩ chứ. Ok nhá. À, cái này là trading. Ai về đi mua con ngựa với chiếc xe thôi. Thôi bây giờ cày đường tí xong gom vào mua thành, xong hôm sau chỉ oánh thành thôi, cướp bóc tài sản chúng nó thì có phải mẹ giàu hơn không? Đi làm nhẹ mãi à? Tráng Sĩ cho tôi xin lỗi nhá. Hít phải khói nhá, các Tráng Sĩ ơi, tôi xin lỗi nhá. Tráng Sĩ cẩn thận xuống ngựa là mất ngựa đấy nhá. Ở đây có Tráng Sĩ nào mua ngựa chạy nhanh không? Tráng Sĩ nghĩ còn đây không? Bán tẻ lại cho. Ok ạ, ai đánh đây? Alo. Đi mẹ cà lay còn có 260 ạ, mấy liều thật. Tráng Sĩ này đứng ở trong chợ đánh người này, Tráng Sĩ này muốn chết à? Tráng Sĩ mua ngựa không? Loạn luôn nhỉ. Loạn nhỉ. Đi mua ngựa này không cơ. Ui có ông đào được vàng rồi ạ. Ignoi bây giờ cơ này. Ui vẫn ngon. Vẫn cày được thêm phát nữa. Ôi cái Tráng Sĩ đứng xếp hàng đây làm gì đấy? Tráng Sĩ.
Anh em mua ngựa về đây. Mua ngựa với cả mua xe kéo đâu chàng sĩ ơi. Xếp hàng, xếp hàng, xếp hàng anh ơi. Kéo đợi xíu, đợi xếp hàng đây, xếp hàng đây. Thế thì bao giờ mới có? Tôi hỏi là ê, ngựa tôi đâu rồi? Lâu lắm rồi, đây. Trời ơi trời, phối ngựa mà. Mẹ xếp hàng lâu lắm, nó phải địt nhau xong nó mới đẻ cơ, chàng sĩ ạ. Nó có đẻ cho má. Đẻ đâu mẹ, 14 năm thằng xếp hàng. Bây giờ mình có cách nào đổi sang cái nói bằng cái nút khác không nhỉ? Bấm này mỏi tay quá. Ôi, từ từ đã, các chàng sĩ ơi. Bán xong rồi cho xin mỗi người 1.000 với. Mình quên thỏa thuận với nhau à? Ô kìa, trời ơi, tôi đã chỉ rồi, clay nhiều tiền hơn bạc rồi. Các tráng sĩ bán được nhiều tiền thì các tráng sĩ cho mỗi người nhìn thế nào. Bấm P lên nào. Clay là tráng sĩ lấy hết mà bọn tôi có lấy clay đâu. Ừ kìa. Đúng. Hai cái mỏ clay là chỉ có mỗi tráng sĩ. Thì tráng sĩ farm hết clay mà. Bọn tôi chỉ có lấy được cái mỏ mảnh clay đâu. Đúng rồi. Các tráng sĩ lật mặt đúng không? Ok nhá, nhớ mặt nhá. Ok á, tráng sĩ trời trội đấy. Ok á. Tráng sĩ ơi. Rồi bỏ đi. Bạc thì bọn tôi có tiền trả tráng sĩ chứ. Bỏ đi, không quen, không quen, không quen, bỏ đi. Ơ tráng sĩ, drop lại đi tráng sĩ, tôi chưa nhặt được. Đây tráng sĩ ơi. Xếp hàng mua ngựa, xếp hàng mua tráng ngựa. Tráng sĩ ơi, tôi cho tráng sĩ con ngựa này. À tôi thấy rồi. Ok tráng sĩ ơi. Ủa thì bao giờ ngựa mới ra hả các tráng sĩ? Tráng sĩ ra đây đây, tôi đưa con ngựa của tôi cho tráng sĩ này. Có ai mua ngựa không ạ? Đấy, coi như tiền tôi trả tráng sĩ. Đâu, 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 con nào, con này à? Đấy, con này, đấy, tráng sĩ thích chọn con nào, 1 trong 2. Tuyệt vời quá, nhưng mà mua xe ở đâu nhỉ, tráng sĩ nhỉ? Có ai mua ngựa không? Ui mẹ, tầm này còn mua xe làm đéo nữa, thề. Đang đợi ngựa, đang đợi ngựa. Ờ, chúng nó mua xe kiểu đéo gì nhỉ? Không cần có tiền, không chết được đâu, trời ơi. Một xe xếp hàng lâu lắm. Làm thêm cuốc nữa xong đi gửi tiền đi là hợp lý. Xong đổi nghề sang làm Grabman đi. Mẹ, gõ nữa làm đéo đi. Bây giờ nếu như mà mua xe nhá, là mình sẽ có xu hướng mình đi đào quặng thêm nhiều chuyến nữa. Đúng không? Bây giờ mình đéo mua xe nữa. Mình đào nốt chuyến này mình về bán là lên được khoảng 30.000 tiền lắm luôn. Mình đổi nghề chế độ là vừa rồi. Cái giá vàng luôn nó tụt nhá, từ đầu nó là 10.000 nhá. Ngựa chết còn có 8.000. Thì chứng tỏ là phải có thằng đào được vàng, xong rồi nó bán ra thì giá nó mới tụt. Cái quan trọng là chúng có đào vàng ở đâu nhỉ? Kỳ ta. Thay vì mày donate kim cương, mày có thể chỉ cho tao chỗ đào được vàng được không? Hà Ngọc. Quỳnh Đại à? Ôi, Quỳnh Đại à? Tôi đi đào đây. Hay là mình phải đi xa để mình tìm những cái hang khác nhỉ? Hang, hang nó sẽ đéo có trên bản đồ. Ê, nhìn này ra hang ấy chứ. Anh thương nhân ơi, không bốc. Ai mua lồ, ai mua lồ, mua lồ xếp hàng trong lồ cho mấy em nha, đợi em xíu nha. Lay còn 230. Bạc còn 290. Tráng sĩ ơi, cho tôi hỏi mua cái cát ngựa là loại nào nhỉ? Cái cát xe kéo ấy. Đặt cái bao nhiêu tiền vậy? Các bạn thấy chưa? Tôi làm thêm được một chuyến được khoảng gần 10.000 rồi nhá. Mà thằng kia vẫn còn đang xếp hàng mua xe kéo. Ê, mình đi có phải hợp lý hơn không?
Ôi. Hả? Ô. Mua chi đi bố. Mẹ em nghe giọng thấy giống thầy Onip thế nhở? Ê, các vị huynh đài trông vẫn nghèo thế nhở? Ui ôi, 125.000 rồi nhá. Kiếm vàng ở đâu nhỉ? Đúng, thế nó chỉ có lên các đỉnh núi thôi. Ê, từ, thế thì đầu này có một cái đỉnh núi rất to này. Thử đi tìm không, biết đâu thấy cục vàng. Một cục vàng bán được 10.000 cơ. Đúng không? Ê à, trên này có một cái đỉnh đồi rất là cao này. Ui mẹ, có thằng chạy mẹ lên trước rồi. Mẹ. Hey, sao đây? Chị Huynh Đài có đói bụng chưa? Tôi có đồ ăn. Để làm sao để biết là mình đói bụng nhỉ Huynh Đài nhỉ? Tôi nãy giờ tôi thấy người tôi bình thường. Bên phải cây màu xanh gì Huynh Đài ơi. Ôi cũng đói, cũng nói cái là thấy cồn cào rồi á. Huynh Đài có đồ gì ăn đấy? Trên này. Nhưng mà giúp thì phải được húp. Húp à? Thế Huynh Đài muốn húp cái gì? Có vụ gì đây? Huynh Đài. Đợi tôi tí. Ủa. Đây là cơm. Ăn một hộp cơm, chả 4 cục vàng. Mẹ hộp cơm gì? Trông như cục đá vậy. Ăn được, không đùa. Mẹ. Bánh mì của bọn tôi đấy, siêu huynh ơi. Bánh mì à? Thôi là về lại đi. Bánh mì ăn. Vị huynh đệ cho xin cái bánh mì này đi. Sau đấy là tôi chỉ cho vị huynh đệ chỗ đào vàng. Thế cả ba người cùng được lợi, ok chưa? Không được. Ui đào vàng bây giờ nhá, nếu như mà không đào nhanh nhá, một cục bia đang bán được 8.000 đấy. Làm gì có chuyện đó. Ok á, ai chạy về thành check đi. Từ đầu nó là 10.000, nãy giờ bán 2 vòng là bây giờ nó còn có 8.000 thôi. Không bán nhanh nó tụt giá kinh lắm. Thôi, nói thôi, chả cần ăn đâu, đi đào vàng tiếp đây. Từ, ma ra mất mẹ máu rồi. Su huynh nhặt lên đi. Nhặt lên. Xong ăn bằng nhặt lên chuột phải. Đó là cơm đó. Pick up. Mẹ nhìn như cục đá cuội vậy. Sao đem nhặt được? Không phải. Được mà. Hay nó rớt xuống khe núi rồi lỡ bôi. Trời ơi. Huynh Đài không nhặt được. Huynh Đài ơi. Ok kìa. Đây nè, tôi nhặt. Đây, thả lại mà. Nè. Lại ăn mẹ miếng rồi. Không, tôi vứt ra. Đấy. Sư huynh ngồi xuống đi. À, tôi hiểu rồi. Vì Huynh Đài hãy cất một cái vũ khí vô cái ba lô đi mới cầm được. À, full 4 vũ khí rồi. Oh yeah, bây giờ ăn như nào? Ăn bằng tay phải. Dùng tay phải. Đúng rồi. Rồi nhá, bây giờ thế này nhá. Vì Huynh Đài có 3 người đúng không?
Bây giờ nha, xung quanh cái đỉnh núi này cứ khoảng 7 phút cho đến 8 phút là nó sẽ spawn ra một cục vàng, cứ loanh quanh cái đỉnh núi này thôi. Các vị huynh đệ cứ loanh quanh tìm đi, nhưng mà đào hơi vất đấy nhá. Phải chịu khó tìm nhá. Vàng á? Ờ, vàng bán vàng được khoảng 8.000. Vàng để bán được bao nhiêu vậy? 8.000, hiện tại đang là 8.000. Thế nhá. Chúc các vị huynh đệ may mắn. Đây đây, quanh đỉnh này đấy, đang có người tìm kìa, đang có người tìm kìa đấy. Quanh đỉnh này nhá. Mày ăn được cái bánh mì chúng nó. Bị chúng nó ném vào mặt cho ạ. Cay đéo chịu được. Rồi, ok. Mẹ game lừa nhau chứ game đéo gì. Cay đéo chịu được. Ừ. Chào các chào sĩ nhá. Không xuống được ngựa là sao nhở? Dừng lại tí nhỉ. Tao nói sao đây? Chào sĩ Mario, xem theo đây là chào sĩ một xe rồi nhá. Cái gì đây? Sĩ này làm sao ấy? Chào sĩ ơi, mấy chào sĩ có muốn gia nhập hội cướp không? Uầy, xong quả này mình bán nốt đợt này xong mình bắt đầu đi làm craftman nhá. Xong rồi mình chế thành mấy cái thỏi ấy, mình bán sẽ được nhiều tiền hơn đấy. Mẹ thằng nào phi ngựa đi nhanh thế. Này thì tính ra mình đéo dùng xe kéo, mình mua mẹ mình ngựa phi nhanh thì đi có vẻ hơn không nhở? Đi con ngựa y ạch vãi cứt ạ. À không sao, mình bán bây giờ mà. Ừ. Đúng rồi, mày mua ngựa xịn hợp lý rồi chứ. Đi cho nó nhanh. Có khi mẹ bây giờ nhá, thay vì số lượng mình phải đánh vào tốc độ, mình lấy ngựa đi nhanh, mẹ phi như thằng ngựa đi nhanh vẽ cứt, phi mầm đi đào đầy xong lại phi mầm về bán, mẹ có phải đỉnh cao hơn không? À đúng, con này con lừa mà nhở. Cần đua bằng lái á, không bằng lái không gửi đâu. Bán lừa đây, ai mua lừa không bán lừa đây. Bán lừa đây. Không ai mua. Ơ kìa. Sao lại bán rồi, tôi đi làm xe kéo này, tráng sĩ đi làm xe kéo rồi. Ôi thôi, đừng dùng xe kéo, đừng làm xe kéo nữa, giờ đi đào vàng tráng sĩ ơi. Bôi, vàng đắt lắm tráng sĩ bôi. 8.300 một cục cái này, vừa đào được 2 cục xong. Bây giờ phải tìm được vàng á. Tráng sĩ bôi, sao mua được mũ kìa? Người ta có mũ kìa? Đi. Mình xem mua được mũ không? Bang mình không? Iron God bán được 500, Steel God bán được 700. Steel. Ui, 700 một cục kìa. Steel God bán được 700. Tưởng ai đấy của tôi. Thôi trời ơi. Ai đã gửi tôi rồi. Chị Huynh Đài ơi. Đi về đúng cuộc sống. Sài Gòn đặt ruột thơm ngon 200 một ổ. Craftman đây rồi. Become a Craftman. Sao anh trai?
Rồi xong bây giờ chế độ kiểu gì nhỉ? Xong bây giờ chế độ kiểu gì ta? Anh trai, anh trai, cho hỏi cái anh trai. Ô, hey. Dì Quân Đài à? Dì Quân Đài, ơi, lâu lắm không gặp, khỏe không? Giàu đây gặp anh sao, Dì Quân Đài à? Ui, ui, trời. Giàu lắm rồi, nhưng mà cho hỏi cái. Bây giờ mình học làm craftsman rồi, xong rồi mình chế độ kiểu gì nhỉ? Dì Quân Đài là muốn craft cái gì đó? Ví dụ như là mình chế quặng kiếp các thứ này, chẳng hạn này, ví dụ thế. À, quặng à, đây, 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 Dì Quân Đài theo tôi. Đi theo tôi. Trời ơi. Có nhà Dì Quân Đài giờ chuyển sang gọi là thợ rèn đúng quặng nè ha. Ui giàu quá rồi, mấy trăm nghìn rồi. Đời thế. Mua gì quá. Cuộc sống cạnh tranh quá nên bây giờ tôi chuyển sang bánh mì Dì Quân Đài à. Đây. Nam còn gì nữa Nam ơi. Bên đây là chỗ đúng quặng nè Dì Quân Đài. À. Cần lừa. Cần lừa hay đứng bên lừa. Mà Dì Quân Đài. Ấn chữ V này. Alo. Một ai gần rồi, một trai cót. À rồi, ok, hiểu rồi. Mua lừa như nào anh ơi? Mua lừa đúng không, anh đại em. Cảm ơn Đức Đại nhá. Đào ra đi anh ơi. Hay lý em ăn kiếp nhá. Một chan quát. Và một iron oil. Một than và một sắt. Là chế được một thỏi sắt. Từ thỏi sắt là chế sang được vũ khí. Wow. Từ vũ khí mình đi làm được cướp. Hợp lý nhở. Ủa ngựa. Nhưng mà bê phải xếp hàng. Thôi mất công đến đây rồi, tí nữa về mua. Trời ơi đi xong chuyến đã. Mua ngựa ở đâu cơ? Ở đâu cơ? Đây rồi, cần gì mua đây, có ngựa đây rồi. Đây, ngựa đấy. Than ở đâu? Đéo ra. Ôi tôi chết con mẹ rồi, đổi nghề rồi. Ui đổi nghề rồi, đéo cho gõ. Chết mẹ rồi. Huynh đệ à? Sao gì Huynh đệ? Rồi, Huynh đệ vẫn đang làm nghề đào đúng không? Huynh đệ vừa đào đi mình vừa nói chuyện. Có cái deal này hay cực này. Bây giờ nhá. Rồi à, anh em gặp nhau là cái duyên rồi. Giờ chúng ta kết nghĩa đi. Sư huynh, sư đệ. Sư huynh bảo này. Sư huynh bây giờ đổi sang làm nghề chế đồ rồi. Bây giờ sư đệ. Hả? Nếu mà kết nghĩa như vậy thì mình phải cắt máu ăn thề. Cắt máu ăn thề luôn. Đúng rồi. Rồi sư đệ cắt trước đi. Ok sư huynh. Rồi, ok sư đệ. Rồi, ok, đào tiếp đi. Ok, sống chết có nhau luôn. Rồi nhá, giờ sư đệ đào quặng đi. Đào 20 cục sắt, 20 cục than, xong ném về đây. Sư huynh về chế cho, chế thành thành thỏi sắt bán được 700 đồng liền. Rồi mình chế thêm được cả vũ khí, giáp chết các thứ nữa. Rồi bắt đầu mình sẽ đi cướp. Sư đệ hiểu không? Nhưng mà sắt nằm ở đâu để sư huynh? Đây, bây giờ nhá, để đào cái đấy ra cái gì? Hình như là nó ra Charascos. Ê, đấy là than. Đấy, bây giờ đào 20 cục than xong ném ra đây, sư huynh cầm cho. Tại vì sư huynh đổi nghề rồi nên sư huynh không đào được nữa, sư đệ hiểu không? Hiểu. Đấy. Sư huynh đợi tí. Hình như là đủ rồi. Rồi, ném ra đi. Sư huynh cầm cho. Một cá nữa. Ây à!
Đủ ma, sư huynh sắp chết rồi á. Nói tôi rồi, ném ra đi. Ném ra đi. Ủa đủ má. À cái này mới có một cái à. Ném một lần được có một cái thôi sư huynh ơi. Trời ơi mày kéo ra chứ. Không kéo ra được. Đừng ném tao nữa. Tao sắp chết rồi. Ném một lần được có một cái à sư huynh ơi. Đủ má thế này, ném bao giờ? À từ. Mày kéo được mà. Anh ơi, hở máu em ơi. Đây, dưới chừng, đây. Đấy. Đúng rồi. Anh ơi hồi máu em với. Đây. Anh ơi hồi máu em với. Chuôn. Anh ơi hồi máu em với. Anh cầu máu luôn. Máu à? Anh vâng. Máu à? Vâng ạ, anh hồi máu luôn. Rồi, đỡ. Từ. Tôi mới mua được. Anh ơi. Đỡ chưa, thấy máu lên chưa? Sao đéo thấy lên mà thấy tiền mất rồi anh ơi? Bình tĩnh rồi đã. Anh ơi. Không có đâu. Anh cứ đỡ đi một hồi là... Thôi, nghỉ mẹ đi. Sư đệ, đào sắt đi. Sắt ở đâu? Sắt ở đâu mẹ? Đây, cục này giống cục sắt này. Đây nè, cục này. Có cục này em này, có cục này coi. Tao có sư huynh đêm 20 sắt nữa. Đây. Sư đệ, đây. Đúng chưa? Chào con Tráng Sĩ nhá. Đúng chưa? Đúng rồi, nó là Iron. Đấy, 20 cục. Cay đéo chịu được. Sư đệ à, tí nó về mình chế luôn bộ giáp với cả kiếm xong mình đi cướp nhá. Nhưng mà cái này được mấy bộ gì sư huynh? Thì chưa biết được. Nhưng mà kiểu gì mình sẽ chế được. Sư đệ yên tâm. Từ. Rồi. Đủ 20 cục chưa? Rồi đấy, rồi, sư đệ đào tiếp đi nhá, để mang về bán đi. Để ta về chế đồ tí ta cầm lên cho. Nhớ nhá. Hey, sư đệ đi ngựa gì ra đấy? À con lừa, thế thôi. Sư huynh nhà cho mượn con ngựa đi về thành tí có việc gấp được không? Vợ đẻ. Sư huynh ơi, nhà có vợ đẻ. Sư huynh cho mượn con ngựa chạy về quê cái được không? Sao quên đây? Mẹ. Vô tâm. Không quả tim. Nghe thì trộm đâu con ngựa được ta. Cường Nguyễn nhá. Cũng hợp lý chứ. À đúng rồi. Tức là sau này có người mua ở chợ là giá nó sẽ tăng lên dần. Có nghĩa là sau này có chiến tranh ấy, đánh nhau một cái là chúng con sẽ mua vào và giá nó sẽ tăng lên à? À, game mà kiểu như thế. À, hiểu. Được. Ô, nhưng mà lấy đâu ra cái két? Ê, mình phải có thành thì mình mới có két để mình cất. Ồ, mục tiêu đầu tiên vẫn phải là xây thành trước đã. Đi thấy vẫn thế nhỉ, đéo thích nhanh hơn tí nào nhỉ? Đéo thích nhanh hơn tí nào ạ, thề. Tuấn. Ê, sư đệ. Tuấn đúng không? Đây. Tuấn đi nào đây? Ấy, vừa chế xong đang đi tìm sư đệ đây, sư đệ muốn dùng vũ khí gì nào? Sư huynh tại giết người đúng không? Huynh tại giết người trong đây đúng không? Đâu, anh nó ngớt, tôi không biết gì hết. Sư đệ muốn dùng gì ạ? Tôi thấy anh đâm anh ta. Tôi không biết gì đâu, làm sao để mở cái inventory của cái xe gì anh đây? Anh leo xuống ra đằng sau có cái thùng đằng sau, không phải lấy con ngựa ra. Hay tới vậy. Ơi. Còn nhiều đá lắm này. Cô gái ơi. Từ đây thế về đây. Ê, xin đệ bắt ngựa kìa. Rồi. Là
Lấy cho từ từ. Bây giờ cần 10 than và 10 đá nữa. Anh mua lừa đúng không anh ơi? Anh mua lừa đúng không? Đấy sĩ ơi, đấy sĩ. Sư đệ về đây, sư đệ. Sư đệ cầm 10 cục này ra bán lấy tiền trước đi. Ê, ê, nhặt trước đi đã. Nhặt chưa? Ờ rồi, đấy, đi bán trước đi xem được bao nhiêu tiền. Lại gần cái thùng, đúng rồi, cầm lên, lại gần cái cột này nè. Đúng rồi. Đây rồi, tôi thấy. Mua đúng thùng như trời. Kẹt đường quá. Đâu anh đưa tôi mượn cái thùng của anh coi, anh mã đây. Wow, trời ơi, ông nào nhét cái xe vô già. Ông mà có cướp rồi kìa, what? Chú anh ơi vẫn còn đá, nhiều lắm. Ơi, từ từ đợi tí. Ờ, 10 sắt 10 đá nữa. Ê, mày đi bán cái kia được bao tiền rồi? Ngàn đồ, cái này là dẫn tiêu. Ê, nhặt lại 10 cục này, nhặt lại 10 cục này. Trời ơi, mười mấy ca. Mày vừa đi bán kia được bao nhiêu tiền? Cái cát, cái này anh đem qua thành khác, anh bán được nha. Cái này anh đem qua thành khác, ở trước những cái thành đó, anh có cái chợ. Ông nào đẩy cái này vô đây kẹt rồi. Ai cướp của tôi rồi? Lăn chuột lại để cất vô, lăn chuột ngược lại. Đúng rồi anh ơi. Trời ơi, xe của ông nào đấy? Sư đệ ơi! Mẹ, sư đệ đâu rồi? Tôi hỏi mua cái xe chở hàng mua ở đâu vậy chứ sư? Ê! À, còn dư một xe chở hàng. Trong cái lô kia kìa, còn không thì mua bên này. Còn dư một xe chở hàng, bán rẻ luôn nè. Đâu, bán bao nhiêu đây? Đây, ông bán ngựa, bán 500 luôn nè. Trời ơi, 400 thôi, 500. Trời ơi, 1400 lận anh trai, 1400 lận. Đâu nè. Sư đệ ơi, vứt mẹ cái liềm đi, cái liềm đéo tác dụng gì đâu, chuẩn bị cầm cái kiếm này. Trời, ông kia trả 500 rồi. Từ từ ra mua cây đã, ra mua cây đã nhá. Ông nào 500 rồi vô nhà giùm tôi nha. Ok. Rồi khỏi mua, có cây rồi. Đây, đợi tí nhá. Dục đâu, đây là đồ thằng nào rớt chứ, cầm đi bán tạm đi, trời ơi. Anh đừng làm gì mà. Chạy ra ngoài kia giùm tôi luôn. Anh này ngựa đúng không anh ơi? Cái con. Tôi còn ngựa luôn anh ơi. Ngựa nào anh ơi, ngựa luôn. Con ngựa. Chú Vinh ơi. Ơi. Đấy có 20 mấy cái Wonder Stick mới xu được. Đây, sư đệ, cầm cái kiếm, vứt cái liềm đi chưa? Đây, bu đi. Trời. Rồi đợi em xíu đây. Rồi, vứt cái liềm đi chưa? Hết chỗ để rồi. À, hết chỗ để rồi, này, mày cầm cái kiếm này. Quá nguy hiểm quá. Bác sĩ Quỳnh ơi, để lấy ba cái này vô cũng được rồi, xong rồi. Dài rồi. Anh. Nào, Vũ Quỳnh Đại, trả tôi con người cái xe đi Quỳnh Đại. Có đâu không? Ơ, đi mẹ vừa vứt cái kiếm ra đâu ấy? Đây, trong này, nó bị trong này. Lấy chưa? Ok, từ từ nha, chế kiếm khác đã.
mình bán ngựa, mình có bán cái xe chở hàng không anh? Không anh ơi, vô trong chợ mua giùm em anh ơi, lâu lâu mới có cái chiếc cái đó để em bán anh ơi. Cái đó tên là gì anh vậy? Cái cát anh ơi. Đâu, ở thôi đâu ấy. Ủa sao cái kiếm này hình như để chưa đủ đẳng cấp để sử dụng hay sao ấy, cầm không được chú Huynh ơi. Ồ kìa, sao không cầm được? Đi quân đài nào thấy ông nào. Đâu mày ra đây xem nào, mày ra đây xem nào. Sao mày không cầm được, mày cầm vào, mày để vào tay chưa? Để vào mày tay mày vứt cái liềm đi, cái liềm bây giờ mình có gặt lúa đéo đâu, mình đi cầm cái liềm làm đéo gì. Ồ được rồi. Được rồi, xuống đây. Ok đấy, bây giờ mày thích cầm một tay một kiếm với khiên hay mày thích cầm hai tay kiếm như kia? Một kiếm với một khiên đi xuống đây. Mẹ giờ tao đéo biết chế khiên ở đâu cơ. Ui sao có túi đéo đây? Từ từ, hết chỗ để rồi, Đợi, đợi tao tí để tao đi tìm chỗ chế khiên đã, để tao tìm chỗ chế khiên đấy. Con mua le thì kéo được xe, còn cái con mà nhìn như chiến mã là nó chạy nhanh hơn. Không nhưng mà không kéo được xe nhanh nha. Rồi bỏ đi, còn một cây bỏ đi. Anh là có vẻ giống như anh đang là quan binh đúng không à? Anh nên chọn con chiến mã để anh cưỡi, anh dí cướp cho nó nhanh lên. Tại vì bên đài, mua đồ ở đâu vậy anh Man Chay? Tôi nghĩ là chúng ta nên đi cướp bên đài ạ. Ờ tôi nghĩ là thế giới này chúng ta không nên cướp của nhau, đi cùng nhau đi. Linne là cái đéo gì nhỉ? Tôi muốn lấy con ngựa đi. Tôi không hiểu anh làm sao anh là anh để kẹt được con ngựa trong lây, tôi cũng chả hiểu à. Nghĩ là bây giờ Diệu Huynh Đài mình phải làm một bậc. Mẹ mày đéo biết chế khiên ở đâu ấy. Anh mới học tới ngựa đúng không? Có khiên rồi hả? Em mốt bị vậy anh đứng bay, anh nhấp sờ bay cho tôi, nhấp liên tục. Thôi anh đi trước không? Chú anh. Chứ. Hả? Đi này kiếm gì này? Kéo chút xuống chứ. À rồi ok đợi đi. Khiên mặc thêm giáp đấy. À thấy. Thấy rồi. Nói gì đừng ngã đây. Chơi táo đâu đây? Chơi đài chơi táo đâu đây? Ủa, Diệu Huynh Đài có giáo hả? Cuốc hả? Cuốc, anh cuốc thì anh chạy qua quẹo phải ra thành có cái nhà nhỏ nhỏ. Nghĩ là chỗ cận này mua nhá. Này là rất là thích hợp cho đội cướp của mình nè, Diệu Huynh Đài. Hợp lý này, đi ba anh em ra ngoài bên ngoài đi. Đi. Bạn có đâu anh em ơi. Ba anh em mình đi làm cướp đi. Mất con lừa nè. Mất con lừa nè. Ủa, ai đợt này gót rồi còn có 300 thôi á. Anh có 2 gỗ lớn, cho em xin 2 gỗ lớn giùm em đi. Em hủy luôn á. Anh ơi. Cái gì? Anh ơi. Cái gì? Anh mà muốn làm cướp thì anh phải bật map lên, anh lên trên Outlaw để chọn class nhá. À ừ rồi, biết rồi, tao đã đủ đồ đéo mà làm cướp tí nữa. Ok anh. Mất con lừa này. Sui ơi. Gì đây? May quá, đệ vừa bị cướp nhưng mà chạy được. Đệ vừa đi bán được bạc rồi. Ui, bán hết xe đi mẹ, tầm này đi làm cướp chứ còn đi đào quặng làm đéo gì nữa. Thế á? Đi cướp hả? Đi mẹ chúng nó làm gỗ như nào ta? Có kế hoạch gì chưa? Có muốn đi đâu? Anh nốt nhạc này mua gì đây? Đi cày để kiếm giáp như này, kiếm máy đã xuân ạ. Ngựa nào? Lừa hay ngựa? Giúp ta. Ok, rồi anh lại chế nhờ bố xuống anh ơi. Hả? Wow. Tao không chế được nhờ. Mẹ hòm đồ đéo cho mỗi 5 ô cay vãi cả cứt ạ.
dỗi đéo chịu được. Anh ơi, em nhớ nhầm. Anh dai cho em hỏi, anh dai ơi. Mình mua cái càng rồi làm sao mình xài anh trai? Cái gỗ ở đâu ấy nhỉ? You are not quartered in now. Anh cất cái xe anh trước đây. Cất cái xe trước anh ơi, rút cái xe ra. Mua luôn à, từ từ đã nhá. Nó là mua cái đéo gì nhỉ? Chợ bán này, rồi ok, từ. Văn quá giao thông. Bán đây này, bán bên kia bán luôn, bán qua bên kia bán luôn đây. Nó là cần ly nền, 4 ly nền. Đúng rồi, bên kia. Ai mua kè, không bán kè nè. Iron God. Bán càng thở chơi 500 thôi. Cloud. Iron God cộng với cả Cloud. Mẹ thích chế được mỗi cái áo à. Đây là đồ ăn này. Mua đồ ăn ở đâu nhỉ? Ấy Cloud này. Mình mua hai cái cloud này. Ui chợ bán thiếu đấy. Ui mẹ chợ bán mấy cái đồ đắt thế. Áp ngựa. Đúng rồi. Ly nè. Ê thế còn cái để chế khiên nữa. Thế bán mẹ cái giáo đi chứ, để cái giáo nhớ rồi nhỉ. Bán gì, ai bán gì vậy? Bán gì đấy? Bên đây hả? Bên đây ngựa chưa bán đâu, bên đây cái thành này yếu lắm. Cái thành này phải đợi mà có ai mà chiếm được thành để mua được ngựa xịn. Bên đây ngựa này chứ bên đây không bán đâu. Không mèo ấy, không mèo. Ok, ngựa quái. Anh dai ơi, mình muốn ăn thì mình phải làm sao? Cái chỗ nào mình mua được. Edu 30, ê làm sao mình biết được Edu của mình đang là bao nhiêu ta? Sao mình biết được Edu của mình đang là bao nhiêu nhỉ? Chỉ em đó, phải cầm búa. Rồi. Quang xuyên cho tôi. Ghe cái đít vô. Đúng rồi, chạy lên trước tí, ghe cái đít vô, đúng rồi. Ui, Edu 20 này, màu xanh này là mới mua được, may quá nãy giờ mình chưa mua. Thế là mình cần 4 cái này. 4 này là thiếu 5, thiếu 3. Thiếu 3 vải. Bán con đó dùng lừa đi. Cút ngựa. Ơi. Mẹ mày sư đệ đâu đấy? Đợi xíu đây, đang kẹt quá không là nó từ lưa luôn đấy. Nghe gì? Tôi chỉ anh qua đây, qua tiếng mày bé quá, đâu nghe được cái gì đấy. Alo, sư Quân nghe chưa? Nghe rồi nhưng bé lắm, nhưng mà nói đi, nghe được. Lấy mấy con lừa đi bán, mỗi con được 600, nhanh lắm sư Quân ơi. À ơi ơi, hợp lý thế nhỉ. Mày đúng là sư đệ của tao. Đi phè với tôi chịu từ này luôn. Không lừa thì hoài không thấy. Tôi nghe giọng cái âm nào đó đi. Nghe bạn ơi. Có nghe không? Ơi, tôi góc nhà mình ý rồi. Mình cần con lừa bạn ơi. Lừa đúng không? Quý đại nha. Sao đéo chế được con này? Con này còn 5 con lừa. Sao chế được cái giáp này nhỉ? Bên kia, qua bên chỗ con lừa mua luôn. Cloud. Iron Knight God. Sao chế được nhỉ? Anh xung quanh con lừa anh, con lừa anh ơi. Cầm cặp cái cạp trên tay xong rồi bấm vào đây. À hay là tay 2 mình đéo chế thì tôi chết con mẹ rồi. Anh sĩ quan ơi, em nói nghe này. Tôi đâu phải sĩ quan đâu. Không, tôi nhìn anh giống sĩ quan lắm, anh tương lai làm sĩ quan đấy, anh qua đây. Đấy, anh thấy cái cột này. Ôi! Cảm ơn ông nào. Ủa khoan đã, ông có tôi ở đây đâu? Đại tướng Linh ơi, đại tướng Linh. Có ông tôi ở đây đâu? Tôi đây. Ôi, có hai con rồi. Phòng thủ ơi, đại tướng Linh ơi, đi theo tôi.
thề. Thề ai? Trắng xin bố. Tại sao cậu lại bán con người tôi? Bố Duân ơi. Có lừa cậu ơi. Trời ơi. Ai bố ngựa tôi đứng đây mà. Con ngựa nè. Gì có ai thằng bố. Nghĩ ra quả nghề hóa các cứt thật. Nghề trộm ngựa. Tráng sĩ đằng kia, tráng sĩ đằng kia đứng lại. Tráng sĩ đằng kia trả chiếc xe cho tôi. Ủa sao đéo mua được nhờ? Đây tôi thấy đồng chí. Trả xe cho tôi tráng sĩ. Tóc còn 4 mà sao đéo mua được nhờ? Nhanh lên để tráng sĩ. Ơi không không không, tráng sĩ đưa xe cho tôi. Sau này mình sống khó lắm ấy. Mẹ à, thế mày đi tập trung anh em lại đi ra ngoài cổng đi, tao ra giờ chứ. Ok ok ok. Cần kỹ sư không sếp? Tráng sĩ có cần người dân chuyển không nè? Tôi có xe sẵn rồi. Tóc còn 4 mà. Tới lúc rồi. Mẹ đéo thằng nào chịu bán luôn ạ. Cay thế nhở. Thế là bây giờ 20 người mỗi người 10k là hay mua một cái thành rồi đấy. Mua cái thành đi, không bọn nó mua hết thành đẹp đấy. Đúng rồi đó. Tráng sĩ ơi, hết thành ở đâu này? Lại nó cũng giống như thế giới kia đấy, địa quân đài ạ. À. Bây giờ mình thay mình bán không được nhiêu tiền đâu. Ôi, chẳng hả? Anh nói gì tôi chả nghe anh ơi. Trời. Ít mẹ thiếu đúng một cái gút đỡ. À đéo phải, cái này là then. Then man ke. Then man ke. Ủa thế khiên lởm đâu? Phải đi mẹ có cái khiên lởm chứ. Là cái siêu à. Ok rồi. E. Tôi ứng cử nhìn tôi là. À đây rồi. Steel. Iron. Toàn lấy lẻ thế. Ít có mẹ em thiếu một cái gút đờ plank nhạc cay thế nhở. Anh em ơi tập trung ra ngoài thành đi. Đi ăn cướp thôi. Cướp okay đây, cướp đây. Cướp đây, nạp tiền ngay. Anh em ơi, anh em ơi, anh em ơi, anh em ơi. Bỏ lại cướp ơi. Cướp sư đệ mua không? Ui. 5.000 một cây, 5.000 một cây. Từ từ, bây giờ anh em mình phải tập trung vào xong gom tiền để mua thành đi. Không thì tí nữa mất hết thành đấy. Để mua hết thành là coi như là mình chơi vô gia cư đấy. Mình đang giữ một đấy. Ê, mấy cái thành mà có cờ rồi là chúng nó mua rồi đấy à? Dạ. Thành mà có cờ là chúng nó mua chưa? Chưa ơi, hầu hết là chưa mua đâu. Thế đi 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 đi, ra đây ra đây ra đây ra đây ra đây đi đi đi, ra đây. Ra đây ra đây ra đây ra đây ra đây mọi người. Rồi từ từ nhá, nếu mua thì anh em mình mua cái này là gần nhất này. Đồng liên à. Giờ mua như nào đéo biết mua chứ.
hay phải báo chính quyền nhỉ? Đây từ từ đã, đây có bao nhiêu người, đây có bao nhiêu người đã, đây có bao nhiêu người đã, từ đây ta đếm nào, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, đây có đúng 10 người, mỗi người à 250 một cái thành luôn rồi, nó bảo thế. Thế thì mỗi thằng 22 thôi, mỗi thằng 20 về đây, nhanh nhanh nhanh. Tùy khu vực, tùy khu vực đấy. Tùy khu vực á? Thế từ từ, thế, thế phải đi hỏi xem là chỗ bao nhiêu tiền đã. Cho tôi nợ. Mỗi người 20 vào được. 20. Từ từ nhá. Đi mẹ phải đi hỏi lại xem mẹ mua thành kiểu gì, với cả là thấy bảo là thành gỗ này dễ bị công lắm, mình phải đi mua thành đá. Cái gì kìa? Hoàng anh ơi. Em nghe anh. Mua thành kiểu đéo gì? Ê, anh lên hệ em. Ê, đây bọn tao cần mua thành. Để cho bọn tao đi. Đây, đến đây để em đến. Xiên, xiên, xiên nó. Mẹ mó. Ờ đợi tí, đây thằng bán thành kia, thằng bán thành kia. Ê bán thành à? Đây em đây, đây, em đây. Thành này bao tiền đây? Thành này anh chờ em tí để em xem nó chỗ để thuyền không. Ôi có chỗ để thuyền nữa kìa. Ôi phải đi thuyền nữa. Ôi xong rồi còn công cả đường thủy nữa à? Hết máu rồi sao giờ? Ủa, ai quen giống sư đệ mình nhở? Rồi không sao, tí nữa anh em vào thành thôi nhỉ, phân công ra ai là người chế đồ ăn các thứ, hồi máu xong hưu hùng các thứ. Mẹ mày lượn mẹ mày đi, ở đây em đéo ấy. Ê các tráng sinh ơi, ở ngoài kia có một xe, một ngựa kìa, các tráng sinh có đi lấy không? Đi mẹ thằng bô luôn ấy, phải bán hết nửa ngựa của thành đi rồi. Mất dạy đã chịu được. Sao đây? Thành này không có thuyền thì thôi 75.000 anh ơi. Ôi, thành nào đắt hơn đi. Cho tao thành nào có thuyền và thành đá đi. 75.000 cho tao cái thành nào thành đá mà có thuyền đi em nào. 75.000 rẻ quá, tao đéo mua. Ôi, em thấy có 75 là rẻ nhất rồi anh. Không nhưng bọn tao cần đắt hơn cơ, bọn tao có tiền rồi. Hoàng ơi, cho bọn tao cái thành đá nào mà có cả thuyền đi. Xuống góc 6 giờ đi. Đi 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 đi. Đấy, đi theo thằng bán thành đây. Có biển nó có cả. Đây 6 giờ. Đá nữa. Đi 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 đi. Thế cái thành đá trên này, à thành đá trên này đéo có thuyền nhỉ? Mẹ mày thằng bán thành đấy, đừng hỏi nữa, nó bắn đấy. Hey, anh bảo cho anh giá của cái thành đá ngay trước mặt này đi. Cái thành này ngay gần mỏ quặng này mà lại gần chỗ bán đồ này. Không cần phải có thuyền được. Anh đọc tên thành em báo giá luôn, đỡ phải đi xem. Thành heo hem. Đúng rồi. Thành nghe địa ngục thế nhỉ. Heo hem 150 anh ơi. 150 à? Đi chốt. Đi ra đây. Chốt. Con này 150 gì? Con này 150, còn thành 6 giờ 250 nhá. Con đấy có thuyền. Úi dồi ôi, mẹ em đắt thế. Đi pè con này 130 thôi, 150 đéo, mẹ đắt thế. Alo. Giá chung anh ơi, giá chung nó còn có thuyền okay mà. Với cả ở đấy thì nó còn một cái thành nữa của bên Cam Relay nữa. Rồi, bây giờ thế này nhá. Mày đứng đợi 30 giây, tao xuống lấy cơm đã rồi tao tính tiếp. Bạn đợi tí nhá, đợi tí nhá. Đi hồi máu đã. Hồi máu à, tí nữa đi Xuân, nghỉ ngơi cũng ga, lên máu. Ga nằm ở giường. Thành 6 giờ sao? Giường ở đâu à?
ra nằm cái giường phải có đồ ăn á, không có đồ ăn là khúc á. Không, ngủ vậy nó. Cá xui người, cái ban mình là thả táo là cá xui. Phải có đồ ăn dự trữ. Không, hết đồ ăn nó không có mất máu, mới ngủ 2 giấc xong rồi. Ngủ xong rồi mua 2 ổn mì ăn cái full ống mùi xanh này. Ra là nãy tính ra nãy giờ chưa mua con ngựa nào á, toàn đi cướp không á. Nãy mẹ chứng kiến cảnh mày cướp tao bị mất 3 con ngựa này. Mẹ ơi. Cái con thứ 3 này. Ê mẹ ơi, mày cướp tao con. Tao vừa bị cướp con xong cay vãi. Bây giờ muốn cướp ông vô cái chỗ mà chế độ ừ. Người ta hay dừng ngựa đó mình lên ngựa chạy. Nãy em bị mất một con, cướp lại 2 con. Mày thấy cái xe tao ngồi ông Pupu. Đấy. Nó đổi từ một ngựa thành cái xe đấy. Ừ bây anh bảo này, anh em có chốt cái thành này không? Giỏi vậy. Em có ý kiến. Ừ kìa đây. Góc 6 giờ nó gần khu vực biển với lại ngay chỗ đó có một cái hang luôn, là kế bên cái hang luôn. Còn cái bán đồ ấy hình như là về sau là bên trong thành mình sẽ tự có một cái tự làm mấy cái shop, mấy chỗ bán ngựa, bán đồ, tự ráp vũ khí là được anh ạ. Chứ không phải nhất thiết là mình phải ra đây mới bán được. Thành 6 giờ chú ý là nó sẽ cái thành 6 giờ ấy là nó sát bên cái thành mà mình mua là thành Braven ấy. Là nó sát bên Oport, mà Oport nó thuộc cái kem Raynard kìa. Thì cái mình khả năng cao là hai bên có thể gây chiến liên tục đấy. Hoặc là chơi luôn. Hai cái đó là hai khác nhau à? Hai khác nhau đấy, hai cái gần nhau mà em, hai gần nhau mà. Cái Oport với cái kem Rayno đấy là hai cái cùng một phe, cùng một faction. Thế từ xem cho anh cái Iron AB thì sao? Cái Iron AB đẹp kìa. Ừ. Chung thành đấy thì lại không chiếm được anh ạ. Thành đấy thì lại không chiếm được. Sao không chiếm được? Bọn tao có tiền, bọn tao chiếm được chứ. Bao nhiêu tiền? Nói đi. Ây da, cái gì vậy? Anh chắc không? Chắc, nói đi. 500. Thế thôi. Bởi vì xung quanh nó là nước, nó chỉ có một cổng vào thôi. Ủa dễ thủ, đúng rồi. Ủa 500 thì mỗi người 50 vừa được mà. Ở đây đéo chắc có đéo đủ mỗi người 50 đâu bạn. Nhưng mà không đủ. Bây giờ mình góp được không anh ơi? Trước đi xong rồi đi làm anh ơi. Trả góp được không nhỉ? Không được, mẹ đúng quy định rồi, phải có tiền thì mới trồng lên được chứ. Ok á. Mình đi xa hẳn. Hay là từ từ Hoàng Anh, thế cái luật chiếm thành nó như nào? Bây giờ nếu như bọn anh mua thành này xong rồi anh mạnh rồi bọn anh chiếm sang thành khác được không? Được anh, nhưng mà người khác lại không chiếm được anh đấy, nó đang vấn đề đấy nên là em đang không bán cái đấy. Người khác không chiếm được anh là sao? Có nghĩa nó không có cơ để chiếm ý. Nếu được không anh chờ em tí để em đi khảo sát lại nhé. Xong em báo lại. Mong mọi người cho em khoảng 30 giây. Ừ. Không, mình tìm cái thân nhà. Rồi, anh em tiện góp tiền luôn à, xếp hàng vào, mỗi thằng 25.000. Tiền thừa thì đóng vào quỹ của Thành để sắp tới anh em có mua đồ. Đủ anh ơi, có 17.000 thôi. Ơ kìa. Thằng nào gửi ngân hàng đi rút tiền đấy, trời ơi. Ê, thế làm đéo đủ tiền nhỉ? Thế thôi mẹ, mày mua mẹ thành này là hợp lý nhất rồi. Em nghĩ là thành này. Thành này cứ mình cứ đi dần dần anh ơi. Đúng rồi, mình đi dần dần thôi. Thôi, mỗi thằng 15.000. Nào, xuống ngựa, xếp hàng đây, đóng tiền đây. Nghĩa okay. Là mua thành này đi, từ từ mình kiếm tiền lại. Ừ. Đợi anh tới giờ rút tiền nhá, đợi anh tới giờ rút tiền hả? Bê Thảo đi rút tiền, đi rút đi nhanh lên đây. Xuống ngựa đi, xuống ngựa đi, địt mẹ đừng cố cưỡi ngựa đi nữa, trời ơi. Từ nói lại đưa tiền kiểu gì cơ? Bấm P xong rồi gõ số tiền vào drop xuống. Bôi. Bao nhiêu nhỉ? 15 à? Ừ. Cho vay với. Ok. Nó trả 30 nhá. Nhận này, 15.000 này. Thằng Bô này, từ để tôi ghi lại cho mày. Ghi sổ lại đã. Xuống đi. Hết tiền rồi, 15.000 à. 15.000 quên đây. Kiểu xuống nhau nhá, vứt tiền nhá. P. Ở dưới ơi. Được chưa? Được chưa? Để tôi nhá, để tôi nhá. Cảm ơn trả tiền. Ôi, chết rồi, tôi bấm hết rồi. 22.000 của tôi, Tráng Sĩ ơi. Hay quá. Thôi, tôi không sao. Tôi chân, đóng góp bao nhiêu vậy? Nhưng mà Tráng Sĩ nhận đi. Ok rồi nhá. 22.000. Tôi lỡ ném ra rồi, nhưng mà Tráng Sĩ có thể trả lại tôi 2.000. Tí nữa nhá, xong đã. À ok nhá. 500 có luôn anh ơi. 500.
500 à? Thôi đéo mua đâu, bọn tao đéo đủ tiền bọn tao mua thành này. Mọi người cướp được đấy. Bọn tao mua thành này xong rồi tí bọn tao cướp thành đấy sau. Boy. Đi lên từ từ. Bô. Dạ. Cho cái xe Kala bao nhiêu tiền? 7.000 à. Có 15.000 đã. Em mới có 9.000 à. Nãy giờ đâu đi làm đâu. Em vừa rốt. Tránh rốt xong rồi đi ra ngoài đi. Ok nhá. Mẹ thầy vừa rốt bao tiền đấy? Không sao, đóng đại đi, không sao. 15.000 à. Ok á. Đóng đấy nè. Đó. Anh ơi, nhanh lên bọn nó bắt đầu mua hàng rồi, đông lắm. Đây, mình mua thành này rồi, chốt rồi. Thầy ơi. Đây đang góp tiền, đang góp tiền. Chốt rồi anh ơi, mình đặt cọc rồi. Tôi nhá, phần của tôi. Tôi vay ai xong lên ngựa nhá. Tôi vay 7.000. Phần của tôi nhá. Nhanh mẹ mày lên. Ý thức nhá, sao mẹ mày càng thu càng thấy ít thế nhỉ? Mình đóng thêm. Đủ tiền mua thành rồi mình đóng thêm. Anh à. Ơ ngược quá. Quen với chị Trang luôn anh nha. 30.000 anh ơi. Ôi dạ. Nhạc ơi. Được chưa anh? Xin đồng tiền. Vay 7.000. Ok nhá. Em còn 4.000 à. Anh ơi em vay đi, anh trả. Anh làm thêm anh trả. Anh ơi hồi nãy em đóng có 3.900 thôi nha, tí nữa em trả thêm nha. Bịt mẹ mày đi vay về đi nhanh lên đi. Ngựa mất nghìn mất rồi. Đi vay à? Nhạc ơi. Mẹ nhanh lên không đéo còn cái lều mà mua đâu, đừng nói là cái thành mày ơi. Nhạc ơi. Nhạc đi anh. Đưa anh quán 4.000 rồi. Em thả này anh ơi. Ok em ơi. Ở dưới đó kìa. Em đóng. Thằng đấy ơi. Anh xin. Bao nhiêu ạ? 15. Có cướp. Anh em có bao nhiêu tiền ấy, drop cho mọi người là được. Cứ drop ra hết đi, drop ra hết rồi. 3.000 nha. Cứ drop ấy, farm lại sao mọi người ơi. Drop hết đi, farm lại sao mọi người ơi. Em xong nhá. Ai có bao nhiêu góp hết đi, Không cần đâu, cứ mỗi người đúng 15.000 thôi. Cứ đúng người, mỗi người 15.000 còn lại tiền mọi người tự giữ để còn mua bán và tự làm cái việc khác nữa. Bà P. Techcombank 1903, cùng Thanh Đỗ. Đó. Tránh ra. Ok nhá. Rồi còn ai chưa đóng tiền không nhỉ? Thằng Ben đã đóng tiền đéo đâu nhỉ? Ủa em đóng rồi mà. Mày đóng lúc nào? Ủa mới đưa cho anh rồi mà. Còn nào chưa đóng tiền nhỉ? Ý thức nào? Em thả xuống đi ạ. Thả thôi tránh ra nào. Em còn tương đấy thôi. Đủ tiền cho anh. Quá, wow, anh đâu bố. Ok, đây, em ơi, cái này lúc anh em bảo nhau là 130 nhỉ? 130 gì anh? Bán thành ơi, ơi khuyến mãi cho cái bánh mì đi, đói quá. Cho xin cái bánh mì cái xong rồi bán luôn cho cái thành này cái nào. Mọi người để ngựa lui sang hai bên đi, đừng để vướng lối đi. Mọi xếp hàng lên, xếp hàng. Xe kéo thứ cho hết sang hai bên đi. Có cái trại này. Ui, cái xe kia là kia 250 anh đổ ơi. Anh nhặt nhanh không có chạy mất. Cầm đây làm. Cái gì 250 cơ hả nhạc? Cái xe kia là nè, cái 9 giờ ấy. Có hơi xa không? Đâu xe kia là hướng... Zekala 3 giờ mà. À 3 giờ chứ. Cái đấy bao tiền đấy hả Hoàng Anh? 250 anh ơi. Đi. Mình còn lực không? 250 thì thiếu 30.000 nữa. 30.000 em về ngân hàng em lấy đủ. Vậy, về ngân hàng lấy đi. Quay Nga đổi ý rồi. Quay Nga lấy thành bên kia em ơi. Anh nào anh? Đấy, Zekala ấy. Mọi người qua xem okay, qua anh. Đi, qua Zekala luôn đi. Qua Zekala đi cả nhà ơi. Đi rồi. Ok, đi mà xe có ngựa, à xe có thồ là xe tứ nào đấy. Cái đi chuyện bực thế nhở? Sao anh? Xe này ngựa, đéo là ngựa, tao là đéo có thồ. Chú ơn. Đây. Phải cả cướp thật. Cướp á.
đã đi chung với nhau đi lẻ là cẩn thận bị cướp á. Anh ơi đi đường nào anh nhở? Anh ơi đi chậm ơi, bọn em xem. Đấy đi đường này, đi đường này. Ok á, cẩn thận chết người đấy. Chết rồi. Trời ơi. Dì Quân Đài ơi, giờ cái xe là ai? Dì Quân Đài kêu ơi. Dì Quân Đài kêu cho tôi cái bộ cái xe của tôi đi ké chơi. Nó đi ngựa nhảy lầu chứ. Chịu rồi. Phỉ đây. Cướp đây. Cái này mấy đường nhỉ? Hai đường à? Không được rồi này, có đúng một đường ra đấy. Một đường, đúng một đường rồi. Đường sông đi không được đâu anh à. Đường sông phải đi thuyền. Sẽ sổ. Bọn nó muốn đánh mình là bọn nó phải đi thuyền ấy. Ok đấy, 250 đúng không? Đúng rồi, anh chốt 250 anh ơi. Mẹ mày 250 là số tiền mẹ mày to vãi cứt đấy, không có tí địt cao nào à? Hai đường bên ạ. Mình đầu tiên mua kìa. Ừ, không có tí đít cao nào à? Gần mỏ, thằng này là gần mỏ. Mình là phất, người mua đầu tiên mà. Đít cao đúng không anh? Giảm cho anh 100 lấy lộc. Thôi mẹ, 100 nhiều quá. Giảm chết đấy. Thôi, mày giảm cho anh 30 quê còn 220 là đẹp rồi. 230 anh ơi. 230 giờ đéo đủ tiền, còn đúng 221.000 thề. Nhạc. Nếu không thì anh cứ đưa 220 đây, mấy hôm nữa em lên đây em thu thuế 60. Chúc cái đéo gì? Ê mày đứng đấy đợi tí. Thằng nào có 10.000 đây không? Ném 30.000 cho tao cái. Đợi tí thằng Nhạc cũng về anh ơi. Đây đây đây, có rồi đây. Còn đúng 5.000 lấy tiền có thêm 5. 5.000 à? Ừ được, đâu, 5.000 đâu. Em còn đúng 6.000 này, em còn đúng 6.000 này. Đây đây, anh em nào vét nốt. Vét nốt 5.000 với 6.000 nữa đủ rồi, đủ. Đây 5.000 với 6.000 này nữa đủ rồi. Ờ đây đây, bịch tiền của em này, bịch tiền em nghe đây này. Anh ơi, 5.000 là 10.000 okay, chứ 6.000. Đây nhá, anh ném xuống 230.000 nhá. Ok anh. Cảm ơn, đi tiền sai chẳng 1.000 đi. Đấy, chặt đi, chặt đi. Đâu thằng nào cưỡi ngựa đấy, cưỡi ngựa cho nhá. 230 đúng không anh? Ờ đấy, chuẩn chưa? Ok, chuẩn rồi anh nhá. Bây giờ ai sẽ là trưởng thành đấy. Tao. Vua quên. Ok anh, đây để rồi, kéo. Đủ à? Bảy ơi bảy, mày làm vua nhá bảy ơi. Đùa. Bảy đâu rồi, thằng bảy với thằng Nhạc ấy, một thằng làm vua, một thằng làm tướng nhá. Để chúng mày xây thành luôn. Từ từ đã đi. Mẹ vào... mày giả lại tao chỗ cũ được không? Tao đang bàn với chúng nó thằng nào làm vua. Vua thầy làm vua, không bây giờ nữa. Không nhận thì phải ra khỏi từ, từ 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 từ, anh bảo bây giờ để thằng Nhạc với cả thằng Bảy làm vua đi, tại vì xây nó hơi bị phức tạp đấy, bây giờ nó sẽ đưa ra chính sách hợp lý hơn. Một người làm vua anh ơi, một người làm vua nhưng có nhiều tướng quân được. Ừ. Anh. Rồi xong anh em làm tướng quân sau thì Bảy làm vua, Bảy làm vua đi. Yes, sir. Bảy làm vua nhá Bảy ơi. Đẹp rồi. Ok này. Ờ rồi, Bảy làm vua xong rồi cho mấy thằng làm tướng quân là được rồi em ơi. Đấy, Nhạc vào trong thì nó trên ninh nhá. Được bao nhiêu tướng quân ấy?
Ai đồng ý giơ tay? Ai là tướng quân đầu tiên ạ? Ôi. Tao, 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 tao. Tôi. Kìa, bảy chọn một tướng quân đầu tiên đi. Văn võ song toàn. Nhưng mà được bao nhiêu tướng quân vậy anh ơi? Bao nhiêu tướng quân cũng được. Ôi, thế tất cả là tướng quân hết. Phải có một người đầu tiên để bầu một người lên làm vua. Tôi nghĩ là sẽ là một tướng lĩnh lãnh đạo mặt trận đi. Ai tự tin là mình có thể đánh nhau tốt này. Tao, tướng quân team vô địch Việt Nam 2019. Rồi, thế cho nghĩ một lý á. Đánh nhau thì mình chỉ có một giải đấu à, để mình bầu một tướng quân. Thì bây giờ tạm thời tướng quân đánh nhau thì mình gác lại đi, mình tướng quân xây nhà trước đi. Tôi khỏe. Thế thì đéo phải tôi. Thôi thì tôi không toàn ý chí. Đây, cho Nhạc đi làm tướng quân gọi là xây dựng trước đi. Ok. Ok. Sau rồi mốt mình sẽ có một cuộc thi gọi là võ thuật. Thi tài ai làm tướng quân ở mặt trận. Được, hợp lý. Hợp lý. Mình phải thách thành. Cái gì quyền lực hả? Đúng rồi. Cái vị trí đó đó. Người nào thật sự giỏi tôi thì tướng quân điều nào. Mua chi cho tôi đi. Cái gì đây? Là tướng quân nội ngoại giao ấy, phải đi tương thảo với các thành khác chứ. Ngoại giao á? Đúng đúng đúng, tôi giỏi chuyện ăn điều, nói. Ý là điều quân đúng không? Tôi giỏi chuyện ăn nói. Giỏi ăn nói về thầy Onip giỏi nhất chứ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm sinh sản cho cái làng này. Sinh cái gì, sinh bệnh á. Đi bè làng toàn ngựa thôi mày tính. Sinh sản ngựa à? Sinh sản ngựa. Giống mà tôi đồng ý. Thôi nhanh nào. Từ từ đây, nó đang vào trong đợi một tí. Nó phải nhận chức các thứ xong rồi nó mới ra mở cửa thành được. À. Ai kéo xe qua. Ui, hình như gần mình có mỏ đá này. Cái gì đấy? Thầy Onip. Thầy tự nhiên thầy ơi. Chồng. Thầy ơi. Ôi. Ôi. Chứ là tao phong ngươi lên làm tướng quân. Tụi của thằng đép ở trong lán kia kìa, chạy vào mà lấy. Hào hức quá. Văn võ song toàn. Đấy, lấy ra ở trong kia. Đấy. Ý chí kiên cường. Được vào thôi. Chào lên. Wow. Vào đi, chạy vô đi. Từ từ thôi mọi người ơi, từ từ thôi. Anh ấy tiện ấy, anh lại mua cái thành xong anh nhảy con ngựa. Ủa kìa, mẹ mình thôi thì mẹ bán được cái thành ngon thế gì đó, tặng con ngựa đây, có con lừa trong góc kia kìa, mày lấy về đi. Anh buồn cười. Đấy, con ngựa kìa chưa, đấy chưa. Cẩn thận. Ủa anh Hoàng anh ơi, muốn cho một người vào thì như thế nào? Cho mọi người vào phòng Ron. Đóng cổng lại. Là... Sao đó? Như là vô phòng chọn Ron ấy. Từ từ đã, ở ngoài cổng có con nữa. Đóng cửa thành. Ngoài cửa. Đóng cửa vào. Đấy. Cái thằng nhiều người. Thì lại mở cửa cho mọi người vào cái phòng vừa nãy để mọi người chọn Ron ấy. Ờ ok. Đây. Đây mọi người theo anh Bảy đi. Xuống ngựa đây. Đi lấy Ron thôi. Ok, em đóng cho mọi người vô đi, em đóng cửa ra. Mọi người xuống ngựa đi. Mọi người vào đi, em đóng cửa cho. Đây là nhà à? Đúng rồi, đi vô đi em Ben. Uầy. Yes, có một dương tiền nha, yes. Bây giờ nha, anh bảo này, tất cả mọi người tập trung ở đây, anh nói qua cái đó này. Tại vì nhá, chỉ có người lạ mà người ta vào trong cái thành này là người ta tự chạy vào trong cái phần lấy rôn, là người ta tự xét rôn được, là người ta tự làm người trong thành được và người ta phá được. Cho nên là mọi người nhớ là tí nữa đi ra ngoài mà ai được xét làm tướng thì là phải
đóng là phải lúc nào cũng phải đóng cửa vào, xong rồi đừng bao giờ cho người lạ vào trong phạm vào trong thành. Đấy, xong còn lại vua phổ nhưng biến mà xong. Có một cái là có một cái là phải có một người đứng ở cổng thành để canh mở cửa thành cho người dân vào trao đổi thì mình mới có tiền anh ạ. Với cả một cái nữa đấy là ở trên này có một cái cửa ấy, là cái cửa đấy đi thẳng lên nóc trên cùng của thành luôn ấy, thì mọi người phải chú ý là phải bảo vệ cái chỗ cửa đấy, không thì người khác mà vào thành người ta cắm cờ là bị cướp mất thành ấy. Đây có luôn này. Ồ. Phía bên này đấy. Có cái cầu thang này chia ca nhau ra. Đâu, có đấy. Đây cầu thang. Có hai phía bên nào đi em nói đây. Trên này. À bên này bên này. Hơi lúng. Đây. Đông thế. Sao đông thế? Chèn đi. Núp luôn. Lên cầu thang này, đi qua đây. Đúng đây là cái đừng chém nữa, sắp chết rồi. Hay là điểm cuối cùng của chúng ta bảo vệ này. Wow. Bên kia nhìn thấy thành xung quanh đây. Bằng mỗi giá bằng cá wow. Tính mạng phải bảo chỗ đây. Mình là gần như là cao nhất rồi đó. Gần như là cao nhất luôn. Rồi Nhạc ơi cho mọi người đi ra phòng chọn rôn đi Nhạc. Đây. Ở đó bên này mọi người. Rồi từng người vào một đi cho đỡ vướng. Nhưng mà nhớ ăn uống đầy đủ nhá. Dạ. Phòng chọn đối diện nha. Mọi người qua phòng đối diện đi. Đối diện chỗ này là phòng chọn Ron nhá. Phòng đối diện chỗ này nè. Đây là cái cầu thang đi xuống nữa này. Đó, còn phòng này là cái phòng quan trọng này. Phòng này là mọi người nói này. Phòng chọn Ron đấy. Phòng này là mọi người chọn Ron. Thì chọn Ron xong là mọi người sẽ thành cái... Nói chung mọi người có chọn Ron cơ bản trước cũng được. Trong cái thằng này chọn cái Ron nó sẽ tự Ron cơ bản Ron gì Nhạc ấy chọn cái Ron cũ của mình rồi. Nó cơ bản là xếp hay lại grab mình xếp hết đi. Nếu còn tiền mẹ rồi mọi người không có tiền mà có chọn xếp trước đi. Ủa cái đó chọn Ron mà không chọn không cái đó phải chọn ở đây mới thành lính ở đây được. Đúng rồi, nó phải thành lính ở đây mới chọn ở đây mới thành lính ở đây. Chọn được không chọn thế anh Quang anh em đưa chậm này thành là ý là ui, hết sạch tiền rồi, hết sạch tiền rồi. Đó, luôn luôn là đóng cửa cái luôn luôn là không cho người lạ vào cái phòng này. Anh Quang đâu? Anh Quang bốc cát cho đưa anh Trâm này. Ờ sau khi mà chọn rôn xong mọi người sẽ thấy đây. Trên đầu anh icon ngoài, ấy, là nó có biểu tượng của cái bên mình đấy. Thì cái này em đã chỉ bảy để tạo banner rồi mọi người cứ thảo luận với nhau nhé. Lát nữa sửa lại được, giờ tạo đỡ chút nào. Ủa chỉ có 100 không nhỉ? Wow. Đâu hoàng mèo qua đây, hoàng mèo ra đây. Đổi Ron không có mất tiền, đổi Ron không mất tiền. Ai bảo là đúng cái Ron hồi nãy mình chọn là được. Thế à? Ai có cái bánh mì cũng cho xuyên cái với. Đổi đúng cái Ron hồi nãy mình chọn là được. Wow, đồng phục đẹp. Thế mọi người cứ chọn đi. Cái bánh mì được. Thế thì bình thường là mình sẽ làm nông dân à, xong đến lúc đánh nhau mình mới chuyển sang mấy cái Ron to để mình đánh nhau à? Không. Thế là mình chọn nguyên liệu thì mình cứ làm nông dân lại còn bán nó xin cái bánh gì với sắp chết nó sẽ khác nhau chỉ số ấy. Ví dụ như mà đánh nhau thì mình sẽ đổi thành mấy cái gôn có chỉ số mạnh ấy để còn xài vũ khí này hiệu quả hơn. Nên là như bên đây là mọi người có cung này, ai bắn nỏ này, ai xài kiểu như fighter thì đây mình lấy kiếm giáp này. Thì mỗi ngày á là mọi người sẽ đi farm xong rồi mình chế đồ mình chất vũ khí ở nhà hả. Rồi khi đánh nhau á thì mình sẽ chọn gôn mình cầm vũ khí ra mình bêm. Đúng rồi. À. Tướng quân thì chỉ có chức năng là mở thêm cửa. Mình đem ăn thì mang hết vũ khí của đối phương về. À, kiểu thế. Khoan nha. Đầu tiên của mình là phải xây dựng trước đúng không? Đúng. Một thành giới hạn bao nhiêu người? Đúng không? Sao anh? Một thành giới hạn bao nhiêu người? Không giới hạn số lượng người anh ạ. Càng đông càng vui. Vua càng vui. Nhưng mà sau thì bẹ mình nó dồn hết vào một bên thì sao? Thì tất nhiên là bên mình phải tự cân đối thôi anh, mình cảm thấy đông quá rồi thì thôi. Không cho người Hoàng Anh. Không giới hạn đâu. Ừ. Vua phải quản lý thần dân của mình chứ lại. Đã đến lúc chúng ta phải đi farm rồi. Thôi, đi kiếm tiền thôi. Bây giờ phải xây dựng trước đã này. Ngoài xây dựng chỗ như chỗ kia được.
Bây giờ nguyên liệu cần những cái gì thì mọi người phải giao nhiệm vụ đi. Nguyên liệu như nào thì bọn tôi biết. Thế rồi, cửa khóa anh ơi. Chết mẹ rồi, đâu thằng nào là thằng nhà ơi, bên em phải xét cho thằng nào là tướng này, thằng nào cầm chìa khóa cổng này. Chìa khóa cổng. Đó anh Bảy, anh Bảy vua, anh Bảy mới xét được. À ừ nhờ, thằng Bảy vua quên mất. Bây giờ mình chia ca nhau ra. Ủa bây giờ làm sao để mấy cái chỗ farm này mình xây dựng kiểu gì anh Hoàng Anh nhỉ? Grabman đi gõ vào đấy là nó sẽ yêu cầu nguyên liệu. Thì khi mà gõ vào đấy yêu cầu nguyên liệu thì mình sẽ nhét nguyên liệu cái hòm này này. Cái hòm này không? Dùng búa đây, cái hòm này. Đúng rồi, dùng búa đập vào cái thành cái chỗ mà chưa được xây này. Đấy, phía bên góc trái nó sẽ hiện ra những cái gì yêu cầu. Cần rất là nhiều gỗ và đá này. Mình sẽ nhét vào hòm này. Gỗ và đá. 10 hardwood này. 10 hardwood, 20 wooden stick với 5 stone này. Wooden stick cái đấy hình như là cái nào cũng vậy luôn á, cái nào cũng vậy luôn á. Không wooden stick anh chặt gỗ ra ấy, hardwood cũng vậy luôn. Đấy chặt luôn cây này này. À ok. Đấy. Nhầm. Mọi người có ai làm craft mình á, mọi người dùng cái búa mọi người gõ vô được. Gõ vô thì nó chỉ gõ, nó chỉ ghi là gõ là nớt thôi. Craft mình mới được, ý là phải làm craft mình mới được. Ai có craft mình. Tất cả đều là 10 hardwood, 20 wooden stick với lại 5 stone. Ờ, đi farm nào. Cả 4 khu, cả tất cả mọi khu. Nhạc, nhớ là dạ. Nhắc phải có người canh cổng nhá, thì để cho mọi người giao thương với mình ấy, nếu không là mình chết đói đấy. Ok. Đi. Ngủ máu chú à, phải ăn á, ăn no mới ngủ được á. Để ngủ cái đã. Ngủ ăn cơm phát là ăn chơi tiếp nha các bạn nha. Ủa? Anh Đài đi đâu đây? Ui, ngủ phát bị đói luôn á. Ui, ngủ phát bị đói mẹ luôn rồi. Chết rồi! Bảy ơi! Bảy! Bảy ơi! Bảy! Ai có đồ ăn không? Cứu tao với! Tao sắp chết rồi! Cứu tao với! Ai có đồ ăn không? Chúng mày ơi! Ai có đồ ăn không? Cho tao ăn với! Tao sắp chết rồi! Chúng mày ơi! Ai có đồ ăn không? Cho tao... Đây ngài! Đây ngài! Cứu! Vội! Ôi ôi trời, cái tịp mẹ sao lại ném vào mặt tao? Cho tao ăn thêm cái nữa được không? Có một cái nữa mọi người chú ý nhá, là thành mình ngay đi qua một cái cầu là đến trại của bên cướp đấy, nên là chúc mọi người may mắn nhá. Hết bánh rồi anh. Hết rồi. Trời ơi đói quá. Vãi cả lìn thật. Rip ăn hết cái bánh, đéo nhường miếng nào. Ai cứt đạc còn nhường hết cho mọi người ăn, còn chưa được miếng nào này. Ủa sao cửa không mở được vậy? Mày thu kỳ rồi. Đấy, thu kỳ rồi. Yeah, tuyệt vời quá. Cho em nửa bánh với, cho em nửa cái với. Làm đéo cho nửa cái được. Cho nửa cái. Mà tôi còn chấm máu thôi. Mày còn bao nhiêu, mày còn bao nhiêu vạch thức ăn? Tôi còn một chấm máu. Bà thức ăn không thấy luôn. Nhanh ăn đi. Ủa chúng ta phải ưu tiên những chỗ như là kiểu làm đồ ăn nè. Làm đồ ăn đi mọi người ơi. Ơ kìa. Chứ tôi ăn như nào nhở? Chụp phải. Chụp phải. Đừng đám đi quá. Quăng chết. Còn đồ ăn không? Thôi mình đi farm. Chúng ta phải ưu tiên những chỗ như làm đồ ăn thôi. Ok. Đi làm đi. Cảm ơn sản đồ ăn trước đi mọi người. Có sống rồi. Ưu tiên mấy cái bên ngoài là mấy cái nhà đồ ăn xong rồi ráp iron đấy. Ok. Đang ưu tiên ăn cơm cái mọi người chịu khó trước tí nhá. Mình ao ra thì nó ấy là sao anh nhỉ? Ao ra gì? Thì mình nghĩ đi. Mình lên giường mình ngủ á. Mình vẫn spawn ở đây. Thì vẫn spawn ở đây thôi. Mình ao ra xong mình để người trong thành á là không mất đâu.
Mình bán ngựa khi mình đau, mình bán ngựa đi, nó cũng mất. Đấy, ngựa ông Thành đi. Mất ngựa, bị mất ngựa à? Ý là anh để ngựa ông Thành thì người ta sẽ không mất, nhưng mà người ta tao đi đâu. À sau có dân vào đấy. Sau không phải, sau có dân vào thành mua bán. Ừ, người ta có thể lấy thì mình cứ bán đi, mình bán chỉ mất mấy trăm đồng thôi hả? À. Mình mua lại được. Giống như mình cất ngựa gửi xe á. Bán thì bán ở đây luôn này, mình phải làm cái này đó. Phải làm chỗ bán ngựa đó. Ê, giả sử mình mà ao vắt ngựa không? Sao không thấy được nguyên liệu để xây nhà nhỉ? Anh học ráp mình mới được. Phải ráp mình mới được. Nhà nhà thấy không? Tất cả đều là 10 hardwood, wooden stick với lại 5 stone, có 7 khu rồi. Này nó đéo ghi là chết đờ thì nó sẽ cộng chỉ số như nào, xong có tác dụng đéo gì nhỉ? Mẹ nó ghi mỗi cái tên ấy thôi thì. À đâu, ở đây, đây có chỉ số mà. Bow. Two hand, one hand. À, Edu 20. À. Con này Edu 40. À. Nốt cơm này. Tà cơ. Hả? Tà cơ đang là gì đấy tà cơ? Bang cơm. Tà cơ đang là nghề. Đang là nghề gì ạ? Tà cơ Sell thì thôi. Tà cơ grab. Nhiều nguyên liệu quá. Phải grab bớt đi không chật hòm rồi. À. Thế đợi tao, tao grab cho. Tao lên đổi nghề nhá. Đợi tao tí nhá. Vâng vâng. Nhưng mà... Địt mẹ, từ đầu đến giờ cứ ngồi spam địt mẹ ra ngân hàng rút tiền ăn lồn à. Địt mẹ mày đã đéo muốn nói rồi. Bây giờ vòng ra đấy xong rồi vòng lại đây vỡ mồm con chó sồm à. Địt mẹ mệt mỏi vãi lồn, đã đéo muốn nhắc rồi, đéo muốn nói rồi. Địt mẹ cứ ngồi spam cho bằng được. Đây anh ơi, anh gõ vào đây xem anh nó cần những cái gì anh, xem đủ nguyên liệu chưa. Water stick, 5 đá. 20 hát quốc. Thiếu đúng năm, thiếu đúng đá. Ủa nhưng mà nó sẽ mình sẽ bỏ vào trong cái hòm này xong mình gõ à hay sao? Nhớ hòm này một đống đồ mà.
Đấy em vừa bỏ vào mà. Bây giờ anh cầm đồ trong người hay sao? Ừ chắc phải cầm đồ người, từ từ để ra xem. Đi mẹ em thề, có mỗi cái việc ngồi xem thôi nhưng mà cứ phải thích chơi hộ cơ. Hãm lồn đến thế là cùng luôn á. Thực sự luôn ấy. Gỗ với đá nhiều đúng không? Có đá. Thật bút đấy, để trong hòm đá là được à hay sao? Để trong hòm được à? Đúng rồi, để hòm là được anh ơi, để cho người ta. Thế thì thiếu thiếu mỗi đá thôi, thiếu chỉ thiếu đá thôi, gỗ ok đấy. Ok ok. Thế thì thiếu 5 đá thôi, thiếu 5 đá thôi. Để anh đi cùng, anh đi cùng Pupu ơi. Hai người đi một xe, hai người đi một xe. Ngồi kiểu đéo gì kìa. Ôi, anh quen rồi. Anh bảy là kia ấy, thì nó có một khu nó có. Đây anh bảy phổ biến đi. Đây bây giờ nhá, mọi người bây giờ mình xây mấy cái này á là để buôn bán á, nhưng mà chưa có ai đi buôn bán đâu. Thì mình xây ở dưới cái làng dưới kia kìa, nó sẽ có mấy cái nhà để mình luyện rèn với lại mình trồng lúa á, để mình có lương thực với lại mình có cái nhà để mình rèn vũ khí nữa. Đấy, là mỗi thành của mình ấy, nó sẽ có một khu nó sẽ có một khu như kiểu như gặt lúa với lại làm bánh mì ấy. Mình phải làm khu đó trước mọi người ạ. Ừ. Thế chuyển đồ trong hòm và xe em ơi. Chuyển đồ trong hòm và xe. Mọi người chuyển đồ ra ngoài đi. Không sao đâu anh ơi, không sao đâu, trong xe vẫn còn đấy. Cứ đi tí nữa, để nhanh lắm. Đây. Đấy, gõ tí nữa được. Ai đi sau đóng cửa nhá. Ai đi sau đóng cửa nhá. Ê, ta lọc ra đi. Ra đi để tôi đóng cửa cho. Đó. Khu làng này là nó có mấy cái nhà như trong cái làng bắt khởi đầu ấy. Lúa mì này, xong rồi làm bánh mì, xong rồi lò rèn các kiểu luôn. Anh ơi. Anh đồ ơi. Ơi để tao tí. Ơi. Xây cái chỗ là lương thực mua làm đồ ăn trước với lại xây cái chuồng ngựa, tại vì chuồng ngựa reset một cái là mất hết ngựa ấy. Mình xây hết ngoài đây đi rồi xây chuồng ngựa. Xây hết này đi. Đây bây giờ lấy gỗ ở trong hòm ra đi. Đây lấy ra. Câu này hơi đụng chạm này. Mẹ, câu này khá là đáng để bị ban nữa kìa. Đi reset mẹ rồi. Câu này hơi đụng chạm này. Rồi đúng không? Ok. Đi chặt. Reset mẹ rồi. Thôi vậy. Đó bỏ bên nào vậy? Bên này à? Hòm đây anh ơi. Bỏ vô hòm đó chú ơi. Chờ này nè. Bỏ hết cho hầm này đi. Cho mình chia được từ. Ôi, gỗ bự gì? Đá. Trời ơi, thằng Quang vừa bảo tao đổi sang Grabman xong thì mẹ giờ tao phế quá luôn nhỉ, tao lại chạy lên đổi lại roll một lần nữa. Anh là Grabman hả? Đây đủ gõ cái nhà này đi. Đủ đéo đâu? Chưa đủ. 10 hardwood, 20 wood được stick với 5 đá. Thế thì 5 đá nữa. Để gõ nhà. Đứng đi gõ 7 cái nhà này.
không ban thì thôi, nhưng mà cái câu nói lúc nãy là nó hơi có ý phân biệt, nó không tốt. Lần sau các bạn đừng kiểu thế, kiểu bị mà kiểu thế. Mấy bạn sinh viên các bạn nghe kiểu tự ái vậy đấy. Rút kinh nghiệm bạn ạ, lớn rồi. Quang đi gõ đá đấy, Quang ơi, thiếu đá Quang ạ. Vâng ạ. Đây tôi ngủ bây giờ các bạn. Mẹ, 4 giờ mẹ vừa ngồi chơi tí. Hề. Lấy đá mèo ơi. À, đi đường lái rồi. Cũ mẹ, đừng cũ nhiều đá. Đi. Đi mày với anh đi. Mẹ cẩn thận xuống biển. Bà bạn có được đá không? Thiếu đá bạn ạ. Ok bạn ơi. Đâu, thành này có hai đường đi cơ mà, sao bọn nó lại bảo một đường nhỉ? Đó, một đường dưới này này. Hai đường. Một đường đi qua cái cầu gãy kia. Mấy giờ rồi nhỉ? Đi mẹ 4 giờ rồi. Giờ chia tay đã đến bạn ơi. Mới hôm qua ta còn có nhau. Không sao các bạn, còn 10 phút nữa. Đá về. Tao thả đá vào đi. Ơ là cái thùng này là nó sẽ xây chung. À không, mỗi cái một khác nha. Xây được chưa? Mẹ đập 200 cái em ơi, đợi anh tí. Bao nhiêu cái anh? 200 cái. Khủng khiếp đấy chứ nhờ. Em thấy là anh rồi rất là như với đội xây dựng đấy. Đá lấy đâu anh Bảy nhờ? À, cái cục trắng trắng á, nhìn như đá vôi vậy á. Xung quanh mỏ cơ, nó không nằm trong mỏ đâu. Rồi Bảy ơi, chuyển bớt đồ. Oh, beautiful. Ô, sau thành mình có đi được không nhỉ? Thế là đội chữ đội xây dựng. Thế là mỗi cái này là được một đống lúa. Không anh, mỗi nhà nó khác nhau á. Nhà này là cái này là flex. Nó là cái gì á? Tên là flex anh ạ. Thế là lần sau nếu như mà cái nhà bakery là nhà nào? Đâu nhà bánh đâu là nhà nào? Đây. Bakery là nhà. À cái này. Đây bakery đây. Chuyển đồ đây. Kiếm đá. Ê, thế xây hết đống này mẹ mà có người lạ vào đây farm là mình phải farm đấy nhờ. Mình canh gác. Thiếu cái gì đây? 10 hardwood, 20 wood stick với cả 5 đá. À 10 hardwood rồi à. Hai mươi quyết định sở tích. Năm. Rồi đó, đây, gọi đi này. 300 cái, vãi cả cứt. Xe coi nhà gì đấy nhà.
gỗ à, cắt gỗ cần không nhờ? Dẹp dẹp này. À phải win meal nữa. Xem xây nhà nào nữa, bỏ nguyên liệu vào để anh gõ luôn bảy ơi. Đây đây đây, nhà này nữa thôi. Nhà này luôn. Ôi đi mẹ, nhà này khác đéo nhà làm bánh đâu. Đâu tức là nha, mình sẽ gặt lúa nha, xong rồi mình xay xay bột mì ra, xong rồi mình mới vô nhà làm bánh nè. À. Ơ thế còn chế độ rèn đồ các thứ là phải trong thành à? Ờ em không biết. Đó rèn đồ như cũng ở đây. Ờ ở đây hết đấy chứ, thôi cố xây hết nhà ở đây còn... đi. Để tí mình rèn đồ xây đồ các thứ ở đây luôn. Cái này là làm gỗ nè. Ngon em ơi, hợp lý rồi. Đâu nhà rèn ở đâu nhỉ? Nhà rèn. Anh ơi, hết nguyên liệu rồi anh ơi. Anh ơi. Ơi. Anh về đây anh chế mấy cái xay cối xay đi ạ. Nguyên liệu để trong cái hòm này nhá. Chế cái gì? Chế cái gì? Có rượu vang ấy. Đấy, rượu với lại cả bột mì với cái thứ. Anh đâu cầm cái lúa mì vô đây, cầm cái lúa mì vô. Em là sếp cũng không làm được cái đấy. Rồi lúa mì chế cái gì? Vô cái nhà này nè. Chế cái tên là gì? Gren à? Gray à? Kia người ta còn đánh cả cá. Câu cá anh ơi. Đâu? Chế gray à bấy? Nó có là chế cái gray nè. Chế cái gray. Đúng rồi, từ hai cái gray anh chế luôn cái floor luôn. Rồi các bạn ơi, hôm nay tạm thời là game sẽ đến đây nhá. Bọn tôi mua xong được cái thành rồi, xong bọn tôi sẽ bắt đầu xây dựng cái thành này, xong rồi bắt đầu rèn vũ khí, rèn quần áo các thứ, xong rồi mấy buổi sau chúng ta sẽ bắt đầu đi đánh thành. Ok chưa?